Chào Quang Huy Bách, chào Trần Ngọc Hoan. Chào Nguyễn Văn Chiến. Nhờ mọi người chia sẻ giúp Hiếu Ngọc nhé, mọi người nghe có rõ không? Cả nhà ơi, nghe có rõ không? Dạ vâng, chào anh Quang Huy Bách. Cả nhà ơi, nghe có rõ không? Rõ thì ok dùm Hiếu Ngọc với. Rõ à? Rồi ok. Tại vì trời ở chỗ nhà Hiếu Ngọc đang mưa, đang rất là mưa lớn. Chào Trương Đẹp, chào Thanh Phạm Phúc, chào Lê Thị Hằng Phương. Chào 15 người đang coi. Xin quý anh chị cô bác chia sẻ dùng cái clip này đi, chia sẻ mạnh lên cả nhà ơi. Chia sẻ vào hội nhóm thì mới đông người nghe được và đông người coi được. Chào Con Đường Trung Đạo. Chào Sơn Nguyễn. Mời mọi người chia sẻ mạnh lên. Xin chào mọi người. Chúc cả nhà một buổi tối Trung Thu thật vui vẻ, hạnh phúc. Ủa bị 2 tiếng hả? Sao kỳ vậy? Em cũng không biết. Bây giờ hết 2 tiếng chưa? Hết 2 tiếng chưa ạ? Alo, hết 2 tiếng chưa? Chào Phi Nam Phạm. Để em xem nào. Tiếng bị nhại giọng quá hả? Gì vậy? Chưa hả? Rồi để em coi lại. Một người khác nữa comment dùm xem là có phải bị nhại giọng không ạ? À? À nghe rõ rồi, ok. Chào Phi Nam Phạm nhé, chào Nguyễn Phương, chào 29 người đang coi, chào Thảo Nguyễn Sông. Dạ vâng, em cảm ơn. Em tưởng là bị hư nữa thì mệt đấy. Chắc do máy thôi chị, máy em bình thường mà. À vậy chắc do máy của người nghe á. Tiếp tục cả nhà nhé. Ngày hôm nay Hiếu Ngọc lên đây tiếp tục cùng anh chị em vạch mặt những tên phản động. Thứ nhất là những tên linh mục. Vẫn cứ tiếp tục vạch mặt những tên linh mục nha cả nhà. Thì khi mà chủ tịch nước của chúng ta qua đời thì đã có giáo hoàng của Vatican á, là đã gửi điện để chia buồn với nhà nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Đúng rồi đấy, Thanh Phạm Phúc thoát ra ngoài thử coi, chào Quốc Ái nha. Đã gửi điện để chia buồn với người dân Việt Nam và nhà nước Việt Nam, đó là cấp trên của những cái người mà linh mục như Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Ngọc Nam Phong, Nguyễn Duy Tân nha cả nhà. Thì nhà nước Thái cũng để quốc tang và treo cờ rủ và thấp xuống để quốc tang 2 ngày. Đó, rất nhiều nhà nước người ta, rất nhiều nước người ta đã chia sẻ với người dân Việt Nam và người ta có những cái hành động thiết thực cụ thể. Bên cạnh đó những người phản động trong nước nói rõ luôn là Nguyễn Ngọc Nam Phong, Nguyễn Đình Thục và là Nguyễn Duy Tân, thì họ lại lên xuyên tạc và họ sẵn sàng bôi nhọ, bôi xấu vị lãnh tụ của chúng ta. Như vậy, rất mong mọi người hãy có chứng cứ, bằng chứng gì chúng ta đưa hết lên để công khai, để chia sẻ cho bà con. Rồi đúng rồi, Cuba cũng để tang 2 ngày. Chia sẻ đến bà con giáo dân và cộng đồng người Việt hải ngoại. Ngày hôm nay Hiếu Ngọc có nói chuyện với một cái anh người Mỹ, tức là con lai, nói rõ là con lai nha cả nhà.
mẹ anh là người Việt và anh là bố anh là người Mỹ. Thì khi Hiếu Ngọc có hỏi những cái vấn đề thuộc như ngày hôm qua Hiếu Ngọc đã đưa lên trên cộng đồng mạng là Nguyễn Đình Thục đã làm những cái hành động và có những cái gọi là đúng rồi, Giáo hoàng Vatican gửi điện và Giáo hội Công giáo Việt Nam cũng gửi lời chia buồn. Thì Hiếu Ngọc có hỏi là trong Công giáo có được những cái quyền của những người linh mục như vậy hay không? Thì anh này anh ấy là người ở Mỹ và anh ấy biết và anh ấy là người Công giáo, cho nên là khi mà anh ấy nói lên là anh bảo tất cả những cái việc mà nếu đúng như Hiếu Ngọc nói thì ông linh mục này là đã phạm vào rất nhiều tội, đã phạm vào rất nhiều tội. Và trong cái đạo Công giáo người ta không có yêu cầu một người linh mục làm những cái tội đó nha mọi người. Cho nên hy vọng anh chị em mình cùng nhau lên đây để vạch mặt cái đám ba que xỏ lá này, cái đám chống phá đất nước chúng ta. Ma sơ vui vẻ hả? Ma sơ vui vẻ là diễn đàn nào? Mình xin lên, không ai cho mình lên hết nha. Mới nể nhưng mình xin lên, không ai cho mình lên hết. Mình không cần ai nể ở đây cả. Mình lên đây không phải kiếm view, cũng không phải là kiếm like và cũng không cần ai nể nhá Nguyễn Tuấn nhá. Mình lên đây bằng tấm lòng yêu quê hương, yêu đất nước này, yêu sự thật này. Và mình lên đây để chia sẻ cho mọi người ở đây biết nha. Bạn đừng không phải kích động và cũng không phải có những cái cách nói chuyện khinh người như vậy. Mình không phải lên đây kiếm view, kiếm like nha bạn. Nha. Bạn thấy Nguyễn Đình Thục có những cái hành động và lời nói đối với người dân Việt Nam như vậy, bạn cảm thấy thế nào mà bạn lại 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 đả kích mình? Dạ vâng chị Phượng. Thì có ai muốn lên chia sẻ thì Hiếu Ngọc mời nha, còn ai muốn lên chia sẻ thì cô ok rồi Hiếu Ngọc mời. Còn bây giờ chưa có ai thì Hiếu Ngọc nói như thế này. Nút chia sẻ ở đâu à? Vậy thì bấm vào trong trang Hiếu Ngọc kéo xuống rồi bắt đầu mới mới vào xem video thì nó mới hiện ra cái nút chia sẻ. Nhiều khi mọi người bấm từ trên cái trang cá trang trang chính thì nó khó lắm. Chào Khoa Lê, tiếc là lòng yêu nước đã bị lợi dụng. Ai lợi dụng? Ai lợi dụng ai? Tùng Lê nói cho rõ là ai bị lợi dụng ai. Nói cho rõ nha. Nói không rõ là Hiếu Ngọc mắng cho đó. Hôm nay mình có đi tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu thiếu nhi. Các cháu dễ được nghe thư của bác chủ tịch. Đúng rồi, bác chủ tịch, bác viết cái bức thư mình xem xong mình cũng cảm thấy mạng mạnh ghê, quay tròn tròn vui ghê. Là sao quay tròn tròn là sao? Mạng có ổn định không mọi người? Rồi để Hiếu Ngọc bắt đầu nói chuyện nha. Thì ở đây á, cái nhóm chống cộng cực đoan ở bên hải ngoại là chúng sẽ bị, tới đây chúng sẽ bị vạch mặt, bởi vì những người á, những người mà chân chính, những người mà họ làm ăn đàng hoàng ở bên hải ngoại họ cũng nói chuyện rõ. Hôm qua Hiếu Ngọc cũng đã kể trong cái câu chuyện mà Hiếu Ngọc có nói chuyện với một người nước ngoài, thì người ta nói, người ta phỏng vấn dùm Hiếu Ngọc đối với một cái bác Việt Nam Cộng Hòa hẳn hoi đó, thì người ta hỏi là bây giờ đất nước Việt Nam như thế có được gọi là phát triển hay không, đất nước Việt Nam như thế có được gọi là yên bình hay không, và có Đảng Cộng sản lãnh đạo như thế đã tốt hay chưa. Thì cái bác Việt Nam Cộng Hòa này, bác ấy trả lời một câu là Đảng Cộng sản rất giỏi và Đảng Cộng sản đã quá giỏi khi lãnh đạo đất nước 43 năm mà không hề có chuyện gì xảy ra về an ninh trật tự xã hội. Đúng rồi, đúng rồi, Tân Thục Nam, Nam Phong là những cái linh mục mà đã làm xấu đi hình ảnh của những cái người linh mục khác và làm xấu đi hình ảnh của những cái đạo Công giáo và những cái người giáo dân nha cả nhà. Mọi người lên tiếng mạnh mẽ đi, mọi người chia sẻ đi. Không, cái này á là mình không có nói về đạo mà mình nói về cái người mà linh mục nha, cái người mà linh mục, cho nên là mình
thấy là Linh mục Nguyễn Đình Thục đã chống phá Đảng và Nhà nước và đã làm cho thiệt hại biết bao nhiêu tiền của những người lái xe trên quốc lộ 1. Hình ảnh công giáo nói chung chị ạ, à, đúng rồi. Đúng rồi, chỉ vì mấy cái người linh mục này mà làm hình ảnh công giáo bị có cái sự là xa cách với người lương dân, tức là bị ảnh hưởng sự đoàn kết dân tộc là như vậy đó. Thì đây là cái tội của những cái người mà gọi là linh mục. Trở lại câu chuyện hồi nãy thì Hữu Ngọc có nói chuyện với cái người và có nghe thì cái bác Việt Nam Cộng Hòa đó, bác nói là đối với bác ấy bây giờ là bác ấy nhìn về Việt Nam, bác ấy thấy Việt Nam phát triển, bác rất là mừng. Và khi mà bác ấy đi nhà thờ, bác ấy luôn luôn cầu nguyện cho Việt Nam được thanh bình, Việt Nam được phát triển và Việt Nam được hưng thịnh hơn. Thì rất tiếc rằng cái khu vực bác ấy ở lại không đúng, không phải là cái khu vực mà ở Cali đó. Cho nên là bác chỉ ở cái khu đó thì nó cũng ít người Việt Nam, nhưng hầu như ai người ta cũng hiểu được. Nhất là những người con lai, người ta ngày xưa người ta thậm chí người ta còn bị kỳ thị à. Thì đúng rồi, lên án những cái linh mục cực đoan thì có ai lên đây chia sẻ cùng Hiếu Ngọc, Hiếu Ngọc mời nha. Thì người ta còn bị kỳ thị nữa, nhưng ngược lại tới bây giờ người ta qua bên Mỹ, người ta làm ăn chân chính, người ta có công ăn việc làm và người ta đã phát triển kinh tế khi người ta đóng thuế cho nhà nước và cuộc sống người ta ổn định. Người ta lại rất rất tôn trọng người Việt Nam và rất yêu quê hương Việt Nam và họ không hề có thù hằn cá nhân. Đó. Đó cho nên là mọi người cứ thử nghĩ những cái nhóm chống cộng cực đoan của hải ngoại á là lên đó ngồi trên cái mạng cộng đồng xã hội này. Đứa thì khóc, đứa thì vẽ mặt, vẽ mày, đứa thì cởi chuồng cởi trần ra như vậy, nhưng mà thực tế không có ai ở bên hải ngoại. Rất ít người người ta ủng hộ. Đó, rất ít người người ta ủng hộ. Chính vì lẽ đó nên là anh chị em chúng ta ở trong nước càng càng phải cố gắng làm sao vạch mặt chúng ra, vạch mặt những cái tên linh cẩu này ra, tại vì chúng hàng ngày đưa cái tên linh cẩu này lên để phỏng vấn, để chê bai, để trách móc là Đảng và Nhà nước. Cái này Lê Văn Tường để ý trong cái comment của mình, tại vì không nên nói thái quá về công giáo, tại vì là Hữu Ngọc chỉ muốn lên tiếng những cái linh mục mà phản quốc, những cái linh mục mà phản động chống phá Đảng và Nhà nước mà thôi nha. Còn đạo nào thì người ta cũng phải dạy con người ta là làm người tốt, làm người lương thiện. Và trong nhất là trong cái đạo công giáo, Hữu Ngọc không có theo nhưng mà nó có một cái câu như thế này này: hãy biết yêu thương kẻ thù. Đó, chứng chứng tỏ rằng người ta cũng răn dạy con người ta làm sao mà đi đến cái chân thiện mỹ, chứ không ai người ta giống như một cái người cha đạo là linh mục Nguyễn Đình Thục này, đứng ở trên cộng đồng mạng mỗi khi đi làm bất cứ một cái gì về vấn đề chính quyền là anh ta sẵn sàng livestream lên rồi bắt đầu là xuyên tạc, rồi bắt đầu là khủng bố tinh thần các cán bộ của chúng ta. Và anh ta đã từng gọi là đập phá nhà 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 riêng của trưởng công an xã ở xã Sơn Hải nha cả nhà. Đó, thì trong khi người ta là những cái người làm việc cho nhà nước, mà những cái người ở xã Sơn Hải á, vâng chào Thanh Vũ. Ở xã Sơn Hải thì những cái người mà lương dân á thì người ta lại chịu khó làm ăn, người ta có phát triển kinh tế làm giàu từ nghề cá, tại vì khu vực đấy là khu vực ven biển, người ta phát triển kinh tế từ từ làm cá mà đi lên. Ngược lại á thì cái nhóm chống cộng cực đoan của Nguyễn Đình Thục này cũng giống như là một nhóm giáo dân đã nghe theo Nguyễn Đình Thục và không chịu làm và bán hết tàu thuyền đi, chỉ để lại hai cái tàu cũ để mà quay phim chụp ảnh rồi gửi qua bên hải ngoại để kiếm tiền. Và từ chỗ đó là bắt đầu khủng bố tinh thần của người dân xã Sơn Hải, và nhất là đội cờ đỏ xã Sơn Hải rất là giận. Thì từ chỗ đó là nhà thờ thì có kẻng, còn người dân lương dân của xã Sơn Hải thì người ta lại có nhà thờ có chuông, người ta lại có kẻng. Vậy là hai bên đối lập nhau như vậy.
Thử hỏi có phải là mất đoàn kết không cả nhà? Đúng rồi, chỉ có người là đi theo đạo mà cái người đó là người người xấu thôi. Ấu dâm phá hoại, chống phá nhà nước thì đạo này tốt cái gì? Chị nói đạo này không xấu, chỉ con người xấu. Đúng rồi, chỉ con người xấu. Bây giờ Hiếu Ngọc không dám nói đến cái tôn giáo của người ta, tại vì cái người mà người ta là cái người tốt thì người ta đi đạo người ta vẫn tốt, còn cái người mà không tốt á, thì có nằm trong bất cứ một cái đạo nào á, thì cũng cũng là không tốt. Ví dụ như Thanh Thảo Mai này, Thanh Thảo Mai này thuộc cái thành phần gọi là ba que xỏ lá, chống phá đất nước và khinh thường những người tốt bụng đó. Cho nên á cho nên á là những cái người ba que xỏ lá này luôn luôn bị người dân Việt Nam người ta coi thường, khinh bỉ, căm thù nữa. Thì có ai nhà mình có ai muốn lên để chia sẻ về về Linh Mục Nguyễn Đình Thục thì xin mời ạ. À, xin mời mọi người tiếp tục. Ngày hôm nay chúng ta nói tiếp về Linh Mục Nguyễn Đình Thục, xin mời ạ. À, việc Bình Dương, Tùng Lê hả? Rồi, vừa mới xin mời Tùng Lê đấy. Tùng Lê này nghe có vẻ có những cái comment là thấy rất là trái chiều và rất là chào bạn. Chào bạn. À, nãy giờ chắc bạn có nghe mình nói rồi chứ đúng không? Có. Nhưng thì mình xin chào tất cả mọi người. Mình tự giới thiệu mình. Mình thì cũng không phải ở Việt Nam, ở bên châu Âu. Nói chung thì mình là người sinh sau cái buổi mà cái thời giải phóng. Mình không có biết Cộng Việt Nam Cộng Hòa là cái gì hết. Có nghĩa là mình không có chống cộng, từ trước đến giờ mình không có chống cộng. Mình thì chính phủ nào cũng được. Nhưng mà từ ngày mùng 10, 11 tháng 6 mình theo dõi tin tức ở Việt Nam á, thì mình thấy cái hành động của Đảng Cộng sản nó quá là vô nhân đạo. Nên từ đấy mình bất bất phục và mình cảm thấy Bạn cho mình mình thương tiếc cho hỏi đồng bào của mình. rồi, bạn cho mình hỏi là vô nhân đạo là như thế nào? Ở chỗ nào là vô nhân đạo? Bây giờ mình hỏi bạn, thế tại sao mà công an lại có thể lộng quyền đàn áp dân mà Đàn bắt áp ở dân chỗ rồi giết nào? dân? Bắt bắt dân ở chỗ nào và giết dân ở chỗ nào? Bạn phải nói rõ. Nếu không khi mình nói bằng chứng ra là bạn phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Bạn nói đi. Thế bây giờ thời buổi này rồi bạn còn hỏi mình cái câu đấy. Chẳng lẽ nó phải đứng trước mặt mình nó giết thì mình mới thấy là đúng Vậy hay bây là giờ thật? nhá, rồi bạn nói như vậy thì mình sẽ trả lời bạn như thế này. Thứ nhất, ngày mùng 10 tháng 6 khi biểu tình ở Việt Nam xảy ra gồm có những cái nhóm nào, để Hữu Ngọc thông báo cho bạn biết, gồm có nhóm của Biển Mặn, nhóm của Biên Thùy và những cái nhóm thành phần cực đoan khác là những cái nhóm dân chủ cuội có sự tiếp sức từ hải ngoại về chống chống lại đất nước Việt Nam này và muốn đưa đất nước Việt Nam này trở thành một cái đất nước gọi là giống như là cách mạng màu, bạn biết chưa? Và lúc đó khi họ đi biểu tình không hề xin phép nhà nước nha. Để Hiếu Ngọc nói cho bạn nghe, nếu bạn không về Việt Nam thì bạn không thể biết được thời điểm đó. Không hề xin phép nhà nước và biểu tình trong Việt Nam, tại sao lại mang cờ của Mỹ? Tại sao lại lấy hình ảnh của ông Donald Trump? Tại sao lại mang những cái khẩu hiệu là không hề có gì trong những cái đất nước Việt Nam này, toàn bộ là của nước ngoài hết đem về, và chống đối và đập phá cái trụ sở công an của tỉnh Bình Thuận. Được chưa? Đủ chưa? Ném đá vào trong trong người cảnh sát cơ động. Bạn có hình dung rằng có những người đứng trên 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 tầng 2 tầng 3 cầm đá từ trên tầng 2 tầng 3 và ném xuống đầu những người cảnh sát cơ động. Tôi hỏi bạn, những người cảnh sát cơ động này có phải là người dân Việt Nam hay không? Hay là từ trên trời rơi xuống, hay là cái đảng cộng sản này nó cũng từ trên trời rơi xuống? Và cái thứ hai nữa tôi hỏi bạn là, nếu không có cái đảng cộng sản Việt Nam này, không có cái nhà nước Việt Nam này, liệu ngày hôm nay đất nước còn để cho các bạn ngồi đây các bạn chê trách, các bạn nhìn từ một phía không? Thế bây giờ mình hỏi bạn, thế những cái hình ảnh mà cướp đất, cướp đai rồi dân chúng bị đàn áp rồi, thế là những là cái gì?
Rồi tiếp tục bạn Đó. hỏi về hình ảnh dân chúng cướp đất đai rồi này khác. Tôi thừa hiểu những cái đó là do bạn nhìn từ đâu và bạn nghe từ đâu. Bây giờ tại sao cả nước Việt Nam 94 triệu dân, bạn đếm thử xem được bao nhiêu người bị cướp đất, bao nhiêu người bị mất đất. Thứ nhất bây giờ tôi nói gần đây nhất nha, gần đây nhất là ở Thủ Thiêm. Đúng không? Bạn bạn có biết về cái vụ ở Thủ Thiêm không? Thủ Thiêm là một cái vùng đất sình lầy. Bạn phải biết rằng tôi bây giờ tôi vạch gần đấy nhất để cho bạn biết thôi, một cái vùng đất sình lầy ở Thủ Thiêm đó, thì tại sao mà những cái người mà cứ đến đấy tự biết rằng sắp ở đấy sắp có những cái dự án là về 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 dự án để cho người ta người nước ngoài người ta thuê về người ta làm công ty xí nghiệp gì đó, thì cái người người dân của mình tự ra đó lấn chiếm đất. Rồi bây giờ bắt người ta đền bù, trong khi người ta đền bù lấy tiền rồi đi ăn chơi rồi mua xe, mua nhà, mua cửa, mua các kiểu các đi chơi hết tiền rồi bây giờ quay lại về lại đòi lại tiền. Tôi thử hỏi dân như thế là dân tham hay là dân oan? Và đất là cướp cho ai, cướp để làm gì? Thế tôi hỏi bạn ví dụ như mở rộng đường nha, hai cái, bây giờ ngày xưa dân còn ít thì đường nó còn hẹp, bây giờ dân đông thì đường nó hẹp không thể đủ được cho người dân đi. Nhà nước bắt buộc phải mở rộng đường. Mở để làm gì? Để cho giao thông thoáng. Giao thông thoáng thì không không bị tai nạn, ít bị tai nạn đi. Nhưng người dân chúng ta lại cũng không có chịu như vậy. Mỗi khi mà người ta, tại vì là cái quyền lợi của họ ghê gớm lắm. Cái sự đền bù của nhà nước nó có rất là ít. Nó chỉ vào với cái giá trị của đất thôi. Nhưng mà khi sau khi người ta đền bù thì cái khu vực đấy nó là cái khu vực giải tỏa và đã là cái khu vực mà gọi là nó có giá trị, là về mặt khi có công ty người ta đến đấy người ta làm việc thì sẵn sàng cái khu đấy nó sẽ lên giá đất. Thì cái người dân đòi nhà nước phải đền bù và cái lên giá đất đó giống như những cái người đất còn lại người ta bán. Như vậy có phải là sự tham lam không? Cái thứ hai nữa để Hiếu Ngọc nói cho bạn biết, đất là tài sản của quốc gia, là của nhân dân nha. Nhưng đất là của nhân dân là chính và nhà nước là người quản lý. Được chưa? Thì khi người ta quản lý, đất nước mình mới phát triển. Bạn phải hiểu rằng mới phát triển được 20 năm nay. Bây giờ khi mà phát triển, đất nước mới phát triển thì chắc chắn rằng á, nó sẽ còn phải xây dựng cái này, xây dựng cái khác về cơ sở hạ tầng, làm đẹp cho thành phố, làm đẹp cho tất cả các cái vùng miền để cho nó trở thành một cái đất nước phát triển sánh vai với các cường quốc Nam Châu chứ. Bây giờ các ông lớn các ông ấy lấy đất ra các ông có đem về nhà được các ông đâu. Hay là các ông lấy xẻng các ông múc đất đấy đem về nhà các ông ấy. Như vậy là bạn chỉ nghe một chiều. Đó thì Hiếu Ngọc trả lời bạn như vậy đó. Thế bạn cảm thấy mà bạn tưởng là xã hội bây giờ nói như vậy, tại sao bạn lại ví dụ cái kiểu mà múc đất mang về nhà? À, thì tôi mới hỏi bạn là bây giờ Đây là cái chẳng qua người đây là đây đây bạn để yên tôi nói, cái người lãnh đạo cũng giống như tôi nói, ví dụ như bây giờ là bạn đi, bạn là một cái người lãnh đạo trong cái đất nước này đúng không? Cái chỉ thị từ từ đảng và nhà nước, khi người ta làm bất cứ một cái gì người ta đã có quốc hội công khai toàn thể trên nhân dân, trên kênh VTV1, VTV2, VTV3, VTV4 và chiếu đi chiếu lại hàng ngày. Nhưng mà người dân chúng ta thích lên YouTube, YouTube này này, coi coi cái gì cũng coi mà toàn coi cái tào lao, coi cái phản động từ nước ngoài đem về. Đó. Cho nên là có những cái không có mà những người nước ngoài sẵn sàng. Tôi nói thật với các bạn một câu, sẵn sàng bóp méo sự thật, nhào nặn làm sao ra để mà làm sai sự thật. Đó, để bôi xấu lãnh đạo. Bây giờ những ông đó là những người thực thi cái quyền hạn của người ta, thực thi để làm đẹp đất nước đi lên. Nhưng mà các bạn đâu có chịu đâu. Các bạn muốn là các bạn phải muốn lấy cái tiền đền bù đấy, tiền đền bù đấy từ đâu? Mà các bạn cũng muốn là làm sao mà đường thật đẹp, thật rộng đi bằng nước ngoài, nước Mỹ ấy. Nhưng mà các bạn không muốn nhả đất ra. Thế bây giờ nhả đất ra thì các bạn lại bảo là các ông chính quyền ăn ăn ở đâu? Thì đất ra thì người ta lấy đất ra để mà người ta làm những cái công trình đô thị cho mình để mình sử dụng, mình lại đòi là phải phải trả đất mới lại là cướp đất. Cướp đất là thế nào, bạn có biết cướp đất là cái gì không? Đấy tôi nói tại sao tôi dùng một câu là thế các ông ấy cướp đất của bạn để mang về nhà các ông ấy dùng à, đâu có mang được đúng không? không, cái vấn đề bây giờ mình nói cái một cái chính phủ mà người ta tư lợi cá nhân thì ở nước nào cũng có, ở trên xứ sở trên thế giới chỗ nào cũng phải có hết.
mình đồng ý, nhưng mà bây giờ bạn cứ thẳng thẳng thừng mà tự hỏi cái lương tâm của bạn là đất nước Việt Nam mình có cái gì để so sánh với thế giới sau 43 năm cai trị bởi Đảng Cộng sản Việt Nam, Bây hay giờ là chỉ là có bây tệ giờ nạn xã rồi hội rồi hàng tôi đầu? trả lời cho bạn một cái điểm như này nhá. Tôi hỏi rằng tất cả những người Việt Nam Cộng hòa ở hải ngoại và tất cả kể cả như bạn, bạn đóng góp gì được Tôi cho không cái phải đất là nước Việt Nam này? Cộng hòa, bạn phải nên hiểu câu tôi không phải là Rồi, cộng rồi Việt Nam Cộng bạn hòa. không phải Việt Nam Cộng hòa Trong đúng không? trong lòng tôi thật thà mà nói, tôi nói với bạn, tôi cũng không đồng lòng với những người chiến đấu với một cái lá cờ ba sọc vàng. Tôi cũng không thích, tại vì đối với Rồi rồi tôi rồi cái gì rồi nó cái là này dĩ bỏ vãng là dĩ qua. vãng. Rồi cái này bỏ qua, tôi xin lỗi bạn, nhưng tôi hỏi bạn là bây giờ á là bạn đã cống hiến được gì cho đất nước này cái đã, rồi tôi trả lời cho bạn. Bạn đã cống hiến được gì chưa? Tại sao bạn lại đặt cái câu hỏi cống hiến cho đất nước? Ủa thì bây giờ tôi hỏi bạn nhá, đất nước mình trải qua biết bao nhiêu năm chiến tranh, được chưa? Được chưa? Đất nước mình trải qua cấm vận biết bao nhiêu năm, mới 20 năm nay là đất nước mình mới 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 bắt đầu là bước vào làm kinh tế. Bạn còn nhớ cái thời mà bạn đi chân đất, bạn không ở trong đất nước, bạn không biết chúng tôi phải lội bùn đi trên những con đường sình lầy. Bạn biết không? Chúng tôi phải ăn cơm độn, chúng tôi không có cái mà ăn. Bạn biết không? Người miền Bắc á là đi trên những con đường sình lầy, người miền Nam á người ta phải phải đi bằng những cái con thuyền thúng rồi những cái gì vân vân, tất cả những cái nỗi khổ đấy ai là người trải qua? Người dân Việt Nam trải qua. Và cái đảng này lãnh đạo từ khi cái đất nước này còn là cái thời chiến tranh hoang sơ, bạn nên nhớ là như vậy. Cho nên á bây giờ bạn bảo 43 năm đảng này không làm được gì, tôi danh dự và nói với bạn, và tôi tự hào và nói với bạn rằng tôi chỉ cần cái sự hòa bình đã là tốt lắm rồi. Bạn hỏi xem 43 năm có nước nào mà được yên bình như đất nước Việt Nam không? Đó. Bạn hỏi tiếp đi, tôi trả lời. Bạn không cảm thấy cái câu hỏi của bạn nó lãng nhách? Thế bây giờ trên thế giới có bao nhiêu nước chiến tranh mà bác kêu là có nước nào hòa bình như Việt Nam? Cái câu hỏi của bạn sao nó lãng nhách, bạn không cảm thấy điều đấy? Thế bây giờ bạn bảo là chính quyền sinh ra để làm gì? Chính quyền sinh ra để dẫn dắt đất nước làm kinh tế, chính quyền sinh ra để bảo vệ đất nước. Được chưa? Chứ bạn hỏi là làm được gì? Tôi bảo làm được như thế đó, giữ được bình yên cho đất nước, làm cho đất nước phát triển về kinh tế. Bạn có về Sài Gòn chưa? Thế bạn 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 không có coi thống kê thế giới thì tai nạn giao thông Việt Nam cũng là đứng hàng đầu, bệnh hoạn cũng hàng đầu, Ai ô nói với nhiễm bạn cũng đứng rằng hàng chúng ta đầu, tất không ở cả đứng mọi hàng thứ đều đầu? hàng đầu, bạn thấy bạn cảm thấy những điều đấy nó là bình thường? Bây giờ tôi nói cho bạn nghe này này. Tai nạn giao thông đứng hàng đầu là do vì những cái nhóm chống cộng cực đoan ở bên ngoài, hải ngoại, họ dựng lên, họ bóp méo lên. Bạn bao nhiêu, tôi hỏi bạn là bao nhiêu năm rồi bạn không về Việt Nam? Mới có 4 năm thôi. Như vậy là 4 năm Bạn nay bây giờ đừng nghĩ bạn về tôi đi Việt chưa bao giờ Nam về Việt à? Nam. Bây giờ tôi nói bạn nghe này này, mới 4 năm thôi nhưng mà bạn có về Việt Nam bây giờ bạn cũng không nhận ra Việt Nam như thế nào. Tôi đảm bảo, mà kể cả những người thu nhập thấp ở bên nước ngoài về Việt Nam bây giờ không mua nổi đất ở Việt Nam. Tôi danh dự mà trả lời với bạn một câu như vậy. Đó, nếu bạn hỏi tôi một câu là 43 năm rồi Đảng Cộng sản có thể làm được gì cho cái đất nước này, tôi danh dự một câu là ngày xưa người ta chỉ cần đủ ăn. Còn bây giờ thì người ta ăn ngon mặc đẹp và thậm chí người ta còn phải ăn ít lại, không sợ béo sợ mập, vì cuộc sống nhàn hạ, vì điều kiện kiếm tiền nó quá là đơn giản, vì tất cả những cái nó bây giờ người ta đầy đủ hết rồi. Nhưng bản thân các bạn, tôi nói xin lỗi bạn một câu, tôi có rất nhiều người ở ở nước ngoài, có những người bạn của tôi phải đi làm 14 tiếng. Tôi nói cho bạn biết như thế, 14 tiếng làm mới nuôi được một gia đình. Còn nếu hai người đi làm thì phải đóng thuế, một người đóng thuế hết tiền. Nhưng ở Việt Nam chúng tôi không phải đóng thuế. Cho nên bạn đừng so sánh người Việt Nam với người nước ngoài. Bạn đừng đòi hỏi chúng tôi là trong nước là phải bằng nước Mỹ, nước Úc, nước Tây. Chúng tôi phát triển sau người bạn ta nói lại bạn lại 180 nói năm. sai đó rồi. Thì nãy giờ bạn bạn tôi có bao giờ tôi hỏi bạn, tôi nói bạn phải so sánh người này với người kia không? Tôi chưa hỏi, tôi chỉ Không, hỏi ra cái tình trạng, bạn tôi chỉ không có đang nói hỏi cái tình tôi trạng là của đất phải nước Việt so Nam sánh người thôi. này với người kia, nhưng rõ ràng bạn hỏi tôi là đất nước chúng tôi phát triển 43 năm nay đã phát triển được gì? Bạn đừng có Thì nói chứng cái câu mà tỏ đất nước của chúng tôi, đất nước Việt Nam là của mọi người Việt Nam, là tất cũng là quê hương của tôi. Bạn đừng có nói cái câu mà miệt thị như vậy. ồ, nếu những vậy thì cái bạn những cũng cái đừng câu miệt nói thị miệt thị trong của cái đất bạn nước này.
Nếu bạn muốn xây dựng đất nước này, bạn phải có những cái ý kiến và những cái lời lẽ làm sao để cùng chúng tôi xây dựng đất nước, bảo vệ đất nước này, thì bạn mới là người Việt Nam. Còn nếu bạn chống đối người Việt Nam, đó là bạn không phải là người Việt Nam. Tôi tự cho là như vậy, được chưa? Còn nếu bây giờ Bạn chỉ thấy cần tôi bạn chống đối nghe gì nhá. chưa? Bây giờ Để tôi tôi hỏi nói bạn cho bạn Phương nghe, một này. để tôi hỏi Chỉ lại cho cần bạn. bạn Tôi nghe bạn thấy nhá, tôi chống đối bạn cái gì hỏi chưa? tôi một câu như này này. Tôi sẵn sàng rất là thông cảm với bạn. Thứ nhất là bạn chỉ hỏi một câu là bây giờ tôi đi xa lâu rồi, bạn cho tôi biết là sau 43 năm đất nước mình bây giờ phát triển như thế nào và hiện tại GDP kinh tế của Việt Nam phát triển ở mức nào. Tôi sẵn sàng thông cảm và chia sẻ với bạn bằng một con mắt khác, bằng một cái nhìn khác và bằng một cái tình cảm khác. Ngược lại bạn hỏi tôi là bạn có biết rằng sau 43 năm nhà nước đã làm được gì cho cái đất nước này? Cái câu hỏi của bạn nó miệt thị nguyên một cái đất nước chứ không phải một mình tôi. Đúng không? Tôi đang hỏi đảng đảng tôi đã nói đúng cái câu là Đảng Cộng sản, chứ tôi đâu nói là người dân làm cho gì cho được Đảng cho Cộng đất nước sản này là đó. dân. Tôi khẳng định với bạn là Đảng Cộng sản là dân. Các bạn đừng nghĩ là Đảng Cộng sản nó ở trên trời nó rơi xuống nha. Đảng Cộng sản là người dân, là những người anh em, cô dì chú bác của chúng tôi, là những người hàng xóm láng giềng của chúng tôi, đó là Đảng Cộng sản. Được chưa? Vậy thì Thực bạn ra tôi chửi Đảng hiểu Cộng nó sản có là liên quan bạn đến chửi gia đình người bạn dân Việt nên bạn Nam. phải bằng mọi giá nói tốt. Bạn Tôi không có dùng lương tâm của bạn nói chuyện, mà bạn vì cái tình cảm cá nhân của bạn mà không, bạn tôi lên không tiếng có, bảo tôi vệ. không có dùng cá nhân, tôi không có dùng cá nhân. Ở đây tôi nói rất công bằng, tôi nói rất công bằng, tôi không hề dùng cá nhân ở đây. Nhưng tôi sống ở trong đất nước này, tôi được hưởng tất cả những cái gì sự bình an trong cái đất nước này. Cuộc sống của tôi được nhàn hạ cũng nhờ do Đảng và Nhà nước tạo cho tôi, các cấp chính quyền tạo cho tôi được cuộc sống yên bình, người ta bảo vệ cho gia đình, người ta bảo vệ cho người dân được cuộc sống yên bình và kinh tế được phát triển. Có yên bình thì kinh tế mới phát triển, kinh tế gia đình phát triển thì đất nước mới phát triển được. Tại sao bây giờ các bạn ở bên ý, tôi nói thật với các bạn một điều này này, những người có trí thức ấy thì người ta sẽ nhìn nhận về Việt Nam bằng cái ánh mắt và bằng cái suy nghĩ của những người có trí thức. Còn bạn có biết những người lên trên mạng này này, tại sao có những người như chúng tôi lên mạng để đấu lại với những cái người mà đang lên trên mạng này, coi như là có những cái hành động, những cái lời nói và những cái bài diễn văn rất là khốn nạn không? Nhưng cái đó tại sao bạn không bảo vệ? Nhưng bạn ngày hôm nay bạn Thôi lên đây bạn lại hỏi tôi một câu là sau 43 năm Đảng Cộng sản làm gì được cho đất nước Việt Nam? Vậy tôi hỏi bạn ngay chính bản thân bạn, bạn là người con dân Việt Nam, bạn nhận bạn là người dân Việt Nam, bạn nhận bạn là người có quê hương Việt Nam, tôi hỏi bạn đã đóng góp gì được cho đất nước Việt Nam này? tôi xin lỗi, tôi không phải là một 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 cá thể có bản lĩnh, có khả năng để đóng góp được cho đất nước Việt Nam, nhưng mà Vậy tôi thì nghĩ bạn là cái không đó là có trách nhiệm của chính quyền, bạn phủ. bạn nhớ này này, vậy thì bạn không có quyền chê trách bất cứ một ai. Tôi nói để bạn biết này, Đảng Nhưng và Nhà mà nước, tại sao bạn bạn nghe đã, Đảng và Nhà nước họ cũng là con người, họ cũng như mình cả thôi. Nhưng mà vì họ có cái đầu hơn mình, cái đầu này này, cái trí não này này và cái trái tim của họ này này, cái đầu là họ có tư duy làm sao tìm kiếm cơ hội, tìm kiếm các cái hợp đồng làm ăn kinh tế, tìm kiếm cái sự học hỏi từ nước ngoài. Còn cái trái tim này này là họ yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì bất cứ lý do gì. Đó là cái trái tim và cái đầu của người yêu nước ở trong nước, người ta mới dám nói lên được tiếng nói, người ta mới dám trách chê được cái người dân Việt Nam hay trách chê được cái nhà nước này. Chứ các bạn, tôi nói thật với các bạn một câu, các bạn chỉ có là thông cảm và không thông cảm mà thôi. Đúng không? Còn nếu như các bạn là một người con của Việt Nam, các bạn nhìn thấy đất nước mình phát triển như vậy, các bạn phải mừng không hết. Các bạn đừng nghĩ rằng á, các bạn ngồi bên đó mà các bạn cho rằng đất nước Việt Nam chúng tôi là thế này, đất nước Việt Nam chúng ta là thế kia. Tôi nói thật với các bạn này, tất cả những cái thành phần lên trên cái cộng đồng mạng này đang chống đối đất nước Việt Nam, tôi cho là những cái thành phần rác rưởi. Tôi nói để bạn thông cảm một câu như thế. Bởi vì sao? Tất cả những cái loại này nó không hề biết thông cảm cho người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam đi từ đống đổ nát, từ đống tro tàn mà đi lên. Bạn có biết không? Bản thân tôi đây, nếu như thời buổi bây giờ tôi đã không phải học hết lớp 12, tôi phải học lên đại học chứ. Nhưng bản thân tôi thời điểm đó ăn còn chưa có, lấy đâu mà đi học. Tôi nói đơn giản bạn như thế. tôi chỉ cảm thấy thất vọng là một cái, những tôi không có gì, nhưng mà tôi cảm thấy thất vọng là cái là tại
các bạn là những người thật sự mà nói, tôi cảm thấy các bạn nói chuyện không bằng cái lương tâm. Các bạn đang lấp Ủa liếm chứ sự tôi thật. không có lương tâm, tôi làm gì? Tôi hỏi bạn là từ Các ngày bạn tôi đang nói chào là nhé, mừng cho người bạn dân Việt lên đây Nam, tôi nói trong khi chuyện đó bằng lương mỗi tâm một này. ngày Tôi lên đây tôi nói chuyện bằng lương tâm, tôi chưa bao giờ đả kích xúc phạm bất cứ một ai. Nếu như họ không đả kích xúc phạm đến cái danh dự của Đảng và Nhà nước, đến những cái người bảo vệ chính cuộc sống của tôi, nếu như những người đó không lên trên mạng này mà xúc phạm, không bao giờ tôi lên đây nhá. Tôi nói để cho bạn biết như thế. Tôi chỉ là một người dân bình thường, nhưng vì những cái thành phần tôi gọi là ba que sỏ lá, vì những cái thành phần cùng là người con dân Việt Nam. Đơn giản như ngày hôm qua hôm nay tôi kể cho bạn nghe một cái câu chuyện như thế này. Bác Trần Đại Quang là chủ tịch nước mới mất. Bạn có biết không? Cả nước, trong nước này người ta đau buồn, chỉ có một số cái thành phần chống cộng cực đoan và một số cái thành phần gọi là dân chủ cuội đó. Cũng như bạn nói tôi gọi là dân chủ cuội và cái loại dân tham đó. Thì họ có những cái lời lẽ xúc phạm, nhưng họ cũng chưa đến mức mà lên trên mạng để mà xuyên tạc, để mà bóp méo sự thật, để mà nhục mạ cái vong linh của bác chủ tịch nước. Tôi nói bạn là tại sao chúng tôi căm thù những người đó và tại sao chúng tôi dị ứng với những người đó cũng vì như thế. Mình là một người dân Việt Nam, tôi nói ngày hôm nay bạn ngồi nói chuyện với tôi, ngày hôm nay tôi rất tôn trọng bạn, bởi vì sao bạn còn lắng nghe tôi nói, bạn nên nhớ rằng đêm hôm nay hoặc ngày, bên bạn là ban ngày. Đêm hôm nay bạn cứ ngồi bạn nghĩ mà xem tại sao tôi lại nói lại như vậy. Tại sao tôi lại nói những cái lời nói mà để mà bạn cảm thấy rất là khó nghe. Nhưng chính các bạn đã để chúng tôi phải nói như thế. Nha. Các bạn phải biết rằng phải thương người dân Việt Nam, cái cuộc sống, cái điều kiện của người dân Việt Nam, cái cuộc sống, cái điều kiện của đất nước Việt Nam. Từ đống đổ nát mà đi lên, chiến tranh hoang tàn, tàn khốc đến nỗi mà không còn một cái gì. Tàn sát đến nỗi đất nước Việt Nam thời điểm đó chỉ có nhà tranh vét đất. Bạn về Việt Nam bây giờ còn nhà tranh vét đất không? Kể cả Bạn người dân tộc bạn thiểu nói vậy số. là quá quá sai lầm. Thế tại sao nước Nhật đó, Việt Nam mình chưa bằng một góc của nước Nhật? Nước Nhật nó Bạn lãnh hai quả bom nguyên tử đấy. Thế hôm nay bây nước giờ Nhật nó như thế nào? bạn bạn phải biết như này này. Bạn đi bạn phân bì nước mình với nước khác. Phân bì cái Vậy gì? tôi hỏi bạn, Bây bạn giờ có phân bì, bạn bạn nói bạn chỉ người ta phú đã thì nói thì tôi phải hỏi có bạn sách này, mách thì phải có bạn chứng. lắng nghe tôi nói này, bạn có đi bạn phân bì với tỷ 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 phú Bill Gates không? Cái ông Xin đó lỗi, đó, làm sao? ông cũng là người bình thường nhưng mà ông là tỷ phú của cả cái thế giới này, không ai theo được, sao bạn không làm giống ông đi? Đúng Làm không? gì? Sao bạn không theo ông đi? Bạn bạn làm sao mà bạn nói chung là bạn giàu có như ông đi. Tôi cũng chẳng cần bạn phải nhìn về Việt Nam, tôi chỉ cần bạn giàu có thế thôi, là bạn đừng có chống phá đất nước Việt Nam là chúng tôi mừng lắm rồi. Được chưa? Cho nên bạn đừng có nói chúng tôi lên đây nói chuyện không có cái lương tâm. Tôi là người sống trong cái đất nước này, tôi cực kỳ hiểu những cái gì mà cuộc sống đang diễn ra. Nếu cái gì không nên không phải, Đảng và Nhà nước ai sai ai trái, chúng tôi trực tiếp có đơn thư. Không bao giờ chúng tôi như các bạn ở bên đó lên trên mạng là bắt đầu là thêm bớt bóp méo sự thật, rồi các bạn xuyên tạc đủ kiểu, rồi các bạn bôi nhọ danh dự và đất nước của mình. Tôi nói cho bạn biết một câu nhé, bạn có biết người Mỹ á, tôi có quen một một số người Mỹ, người ta đánh giá mà người ta biết tiếng Việt Nam, người ta đánh giá người Việt Nam của mình bên đó như thế nào, khi những cái người mà Việt Nam lên trên mạng, lên cộng đồng mạng á chửi lại người Việt Nam, bôi nhọ danh dự của lãnh tụ Việt Nam. Nhưng chính những cái người Mỹ á, người ta nói một câu này này: nước mày á, mà mày còn chê, mày còn chửi, mày còn trách, mày còn khủng bố tinh thần người ta như vậy, thì chúng mày sống trong đất nước tao, chúng mày cũng mai đây chúng mày cũng phản bội lại đất nước tao. Là cái người Mỹ người ta nói về những cái người lên chống cộng cực đoan á, bạn biết không? Có nhục không? Tôi cũng là người Việt, những người đó cũng là người Việt và tôi nghe những người đó nói như vậy. Những người Mỹ người ta nói như vậy tôi cũng xấu hổ lắm chứ, bởi vì những người đó cũng là dòng máu Việt Nam mà. Tại vì sao tôi thật xấu hổ? Người ta thường nói cái câu là người dại ạ. Người dại đẻ cái gì mà người khôn xấu hổ, nó là vì như thế. Bạn biết không? Tôi nói cho bạn nghe này, tất cả mọi người Việt Nam, tôi nghĩ không có ai trong lòng người ta muốn đất nước của mình bị tụt hậu, không có ai người ta muốn cho đất nước mình nó bị lụi tàn.
Nhưng mà cái vấn đề cái sự thật nó đang ở What? trước mắt là hàng hàng ngày bao nhiêu người bị thế này bị thế kia. Bạn có thấy một cái đất nước nào bây Ủa giờ thế thời tôi buổi hỏi này bạn trẻ đi, em phải đi bán vé số không? bây giờ bạn bảo hàng ngày đất nước này bao nhiêu người bị thế này, bao người bị thế kia, tôi hỏi bạn thế nước Mỹ có không? Hay là nước Mỹ người ta sống từ lúc bé cho đến lúc lớn là người ta không bị bệnh tật? Hay là người nước nước Mỹ là người ta sống từ lúc bé lúc lúc già không bị chết vì bất cứ một cái gì? Có nước Tại sao nào bạn được lại như thế không? phải hỏi câu Không đấy? hề có Mình nước phải nào, nói bằng tôi khẳng định với cái tỷ bạn, lệ. ngón tay này, cái ngón tay này này là có ngón dài và ngón ngắn bạn nhé. Trong gia đình bạn có người tốt có người xấu, bạn đừng đòi hỏi phải thế này, đừng đòi hỏi phải thế kia. Bạn phải mở cái đầu óc bạn ra, bạn suy nghĩ rằng, và bạn phải thả cái tình thương của bạn ra để mà nó mới có cái lòng thương, nó mới có cái lòng người. Chứ còn bạn nhìn một cái cách nhìn thiển cận, nói chung Thì là nó cực chính thì đoan. tôi kể tôi nói chuyện với bạn Các thôi, bạn cứ nghĩ rằng các bạn ở bên đó, chứ còn nếu mà tôi không cần biết thì bạn tôi đau mắc lòng mớ gì tôi hả? phải quan tâm đến dân Việt Nam. Việt Nam đâu ảnh hưởng gì đến tôi, đúng Như không? thế bạn đau lòng Bạn phải nên hả? nghĩ là dân Việt Nam đâu ảnh hưởng gì đến tôi. Bây giờ Việt Tôi Nam có hỏi liên bạn quan gì bạn đến đau tôi lòng đâu, thế nào, nhưng mà tại sao tôi tôi hỏi lên bạn tiếng? bạn đau lòng thế nào, bạn thấy đất nước trong nước phát triển như tôi, thế tôi bạn cảm đau lòng thấy nào? tôi cảm thấy người dân bước trong một cái thì tôi cảm thấy người dân tự nhiên bị sống trong một cái cảnh áp bức, một Áp cái bức ở coi như đâu? Tôi đây tôi có thấy áp là bức đường đâu, bản cùng, thân tôi không đây tôi có thấy áp bức đâu, những người ngồi đây có ai thấy áp bức không? Nếu ai thấy áp bức thì con màn số 2, mà ai thấy không áp bức con màn số 1 chúng tôi. Ngần này người có người Mỹ, có người Việt, có người trong nước, có người nước ngoài, có. Rồi bây giờ các người cả nhà comment chúng tôi, nếu không áp bức thì comment số 1 cho tôi để cho xem tỷ lệ cho bạn thấy này này. Bạn toàn những nghe những cái đài chống cộng ở bên đó, bạn chống đối lại đất nước, bạn bạn cứ nghĩ rằng các bạn ở bên ấy là các bạn có cuộc sống sung sướng à? Tôi nói thật với bạn chứ, chưa chắc đã sướng đâu bạn ạ. Nhớ Việt Nam lắm. Nhớ người bạn nhà, nói cái nhớ câu người bạn thân bạn lắm. nói bạn tôi thấy tôi chỉ cảm thấy bạn nói chuyện một cách như là có người khác là viết sẵn cho bạn để bạn nói, có cứ một cái sự áp đặt cho bạn Tôi phải nói nói cho những cái bạn lời biết như đó. này nhá. Này, bạn vào tất cả những cái video clip của tôi ở trên mạng, bạn cứ tìm trên Việt Vision, tìm trên kênh Giải Độc Chính Trị, bạn tìm trên tất cả những cái kênh đó, cứ tìm Hiếu Ngọc Hà Nam. Ngày hôm nay tôi nói chuyện với bạn như thế này, bạn xem tất cả các clip của tôi, xem có cái bài nào nói chuyện của tôi mà nó lập trình theo một điệu như bạn nói không? Bạn tìm đi, tôi thông báo cho bạn, bạn tìm đó, bạn tìm xem tôi có nói lặp đi lặp lại không? Hay vì ngày hôm nay tôi nghe bạn nói mà tôi cảm thấy là nó thật sự nó ấu trĩ, bạn thông cảm thật sự luôn á. Bạn tin không? Tôi kể cho bạn nghe một việc như này này, một số người Việt hải ngoại ở bên đó cho rằng là nước Mỹ, nước Úc giàu có, xài hàng hiệu, gửi về tặng tôi một lọ nước hoa nha. Tôi nói cho bạn biết tôi không có nhận, cố tình gửi về tặng cho tôi, nhưng mà nói là nước hoa của hiệu này hiệu kia, cuối cùng chúng tôi về kiểm chứng ra nước hoa của Made in China. Bạn thấy chưa, sự nhận biết của các bạn chưa thể bằng được người dân trong nước, đừng nói khinh thường, đừng nói khinh thường. thế Ủa bạn thấy bạn tôi còn khinh gì thường cái hỏi nữa gì? không? Nếu bạn không hỏi nữa thì thôi, mà nếu bạn muốn hỏi tôi trả lời cho bạn. Tôi không có gì hỏi hết. Đúng Thôi tại rồi, vì tôi cũng đang bận việc làm việc, tôi đúng không có nói được quá đúng nhiều. rồi, tại vì các bạn làm sao mà có thể hiểu được đất nước và con người Việt Nam, đúng không? Các bạn không thể hiểu được, chấp nhận mình là người nước ngoài là vừa. Để khi nào có thời gian tôi nói chuyện với bạn nhiều, tại hôm nay tôi không có thời gian. À rồi, cảm ơn bạn. Rồi xin mời bạn xuống. Chào. Xuống bằng cách nào đây? Ủa đây à? Tôi Ủa chưa thế sao bao giờ bạn tôi ở lên nước live ngoài mà bạn không biết cách xuống à? Trời ơi, vậy là bạn tôi thua không có tôi, không có thua bao giờ tôi. tôi live stream kiểu này hết á, tôi không có biết. Bởi vậy tôi nói các bạn là những người nước ngoài rất là ấu trĩ và những cái người chống cộng cực đoan thôi. Tôi không có nói nhiều người khác, nhưng mà tôi nói thiệt bạn là những người càng chống cộng cực đoan là toàn những người không ra gì. Thật, xin lỗi bạn. Tại tôi không được trả Để tiền để tôi ngồi cho bạn nói. xuống nha, để tôi cho bạn xuống này, bạn thấy này. Tôi chỉ chạm nhẹ mà thôi là bạn xuống được nha. Trời đất ơi, bạn tưởng tôi tưởng là bạn thế nào chứ còn bạn thế thì quá là hay. Nói cho nó ngắn là cu cậu không thích cộng sản,
Thực ra mà nói là không phải là không thích cộng sản, mà cái kiểu này là cũng bị chúng nó rồi sao gửi lời mời mà mời lại không lên. Sơn Hoàng, anh Trần Siêu chờ đi, Sơn Hoàng đang gửi trước thì em mời trước. Sơn Hoàng Hiếu Ngọc vừa mời rồi nha. À, đi đi lên mạng mà xuống bằng cách nào còn chưa biết thì làm sao mà ủa sao vậy? Trình độ chỉ có thế thôi à? Rồi thế thôi, đừng lần sau đừng có mời, đừng có gửi gửi yêu cầu nha. Anh Nguyễn Nhàn, anh Trần Siêu chờ em chút nha. Tại hạ xin bái phục. Tại hạ xin bái phục. Tại hạ xin bái phục. Hôm nay em tặng chị 1 triệu Con đường chưa gì vậy, nói Hôm nay em tặng chị 1 triệu like. Tại hạ xin bái phục. Rất là nhuần nhuyễn, rất là nhuần nhuyễn, không có gì để mà ca thán gì cả. Chuẩn chị ạ. hả? Phải đánh phụ, phải đánh vỡ vỡ mặt chúng nó, đúng không ạ? Rõ ràng Đúng đảng cộng rồi. sản là do con người làm, đảng cộng sản là do con người, một cái đảng cộng sản nó mù mờ ở đâu, ở đó là những tinh hoa, ở đó là những tinh hoa mới được lãnh đạo vậy Đầu mà tiên dám dám hàm hồ phát chúng nó bảo đảng cộng sản là trên trời rơi xuống, chị nhìn mãi lên trời chả thấy đảng cộng sản ở đâu, mà chị Hiếu nhìn Ngọc thấy hôm nay rất là là tuyệt đảng vời. Hay quá, hay quá cơ chị nị. Em hôm nay rất 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 nhiều lần để xem chị nghe rồi là like rồi, hôm nay nói hay quá chị ạ. Em sẽ tặng chị cả cả lan cả ngàn like mà thôi. Bạn ấy mập mờ quá. Bạn ấy mập mờ, bạn ấy không hiểu biết về về cái người Việt Nam trong nước nghĩ như thế nào. Các bạn ấy buồn cười thật. Rõ ràng trong nước chúng tôi cũng chỉ là một những người bình thường, chị Hiếu Ngọc là một người buôn bán, tôi cũng là một người buôn bán. Nhưng cái quan trọng nhất là, và em nói thẳng cho cả diễn đàn biết này, tôi đang bưng bô đấy, được chưa nào? Tôi là một người công dân bình thường nhưng tôi bưng bô cho Đảng Cộng sản đấy. Bởi vì tại sao? Bởi vì tôi yêu tự do, tôi yêu hòa bình. Các vị ở ở tận bên trời Tây, các vị có quan tâm làm gì? Chúng tôi trong nước chúng tôi chả quan tâm thôi, các vị quan tâm làm gì? Còn tiêu cực thì ai cũng muốn chống tiêu cực, đúng không nào? Trong cái bộ máy lãnh đạo đó thì có những người nọ và người kia chứ, chứ không phải là 100% là người là xấu đâu. Thế các vị nói các vị vơ đuốc cả lắm à? Các vị mang cả 94 triệu dân ra, các vị bôi xấu như thế, bôi đen như thế à? Trong khi đó các vị không so sánh những con người như chúng tôi đi, như chị Hiếu Ngọc đi và như rất là nhiều người khác đi. Các vị thật là tào lao thật đấy. Chúng tôi đang dân chủ Rồi, đấy, chúng tôi đang nhân quyền đấy. còn người nào trái chiều nữa xin mời lên đi, chứ không có để bảo là gì hả? Em bái phục, em bái phục. Một bái phục. Còn người nào trái chiều nữa xin mời lên, doan lên lên để Để doan. em xuống, bởi Chị nhìn cái kiểu mà em vì comment cứ cứ một cái dấu hỏi để đấy em là xuống em bởi vì bắt hôm đầu nay đánh đập rồi đấy. vâng, em đang cho các cháu đón Trung thu. Em chúc Rồi gia rồi, đình cảm ơn vui em. vẻ ạ. Rồi rồi rồi, Vâng. chị cảm ơn em. Rồi thế có ai muốn lên trái chiều không? Không có lại bảo Hiếu Ngọc toàn đưa là tự sướng những người trong nước không à? Cho nên là ai mà trái chiều xin mời nha. Lê Văn Trường là khác, chưa gặp bao giờ này. Xem đời con đời cháu thế nào. Ui rồi, khỏi nói đời con đời cháu thì sau này cuộc sống nó lại càng ngày nó càng càng phát triển, chứ làm gì có chuyện mà đời con đời cháu không phát triển được. Các em thông cảm nhé, vì Việt Nam bây giờ các cháu nó đi học nó toàn học 2 3 thứ tiếng, không phải nói gì, chứ con nhà Hiếu Ngọc là nó tự học 2 thứ tiếng. Còn ủa sao vậy, sao lại xuống rồi? Lê Văn Trường không lên hả? Giang Đà nhá. Rồi Giang Đà vậy, anh Trần Siêu từ từ đi. Chứ không phải là như là những người chống cộng cực đoan ở bên đó mà cứ gọi là lên đây mà. Rồi xin chào em. Chắc là em còn nhỏ phải không? Alo, À. alo em chào chị. Chào em, xin mời em. Chắc là em nhỏ hơn chị rất nhiều nhưng mà hôm nay em thấy chị nói rất là hay đấy. Vậy em Ơn. cũng mới tham gia được một thời gian thôi. Nhưng mà có cảm thấy một điều là hình như là họ không hiểu gì về đất nước mình, Đúng rồi. không hiểu người dân Việt Nam nghĩ gì, Đúng và rồi. có lẽ là họ cũng chả thể hiểu được đâu, bởi vì là có rất nhiều những cái tài liệu, những cái vật phẩm, thậm chí rất nhiều cái mà đơn giản như chị chỉ cần lên YouTube thôi, chị chỉ cần đánh vào một cái gì đó nó lên toàn cái gì ấy, nó chẳng có cái gì là những cái thông tin chính thức cả, Đúng vì rồi thực ra đấy. cái đó thì chỉ có người dân chúng ta mới biết thôi.
Và cái Đúng sự rồi. bưng bít thông tin như vậy thì nó tạo ra một cái điều kiện là ở ngoài họ hiểu sai rất nhiều. Em cũng đã tiếp xúc và nói chuyện rất nhiều người nước ngoài, thế nhưng mà có vẻ là họ không hiểu biết gì về người Việt Nam, và họ cứ nghĩ là người Việt Nam mình nghèo rồi tham nhũng rồi rất nhiều cái. Mà tất nhiên là họ không biết là cái vẻ đẹp con người Việt Nam nó tiềm ẩn lắm, họ phải khai thác, nhưng có lẽ là họ không đủ trí tuệ và tư duy để họ khai thác cái chuyện đấy. Nhưng hôm nay em rất là vui khi nghe cái câu chuyện của chị, đúng không anh? Em không biết tên của anh này, chắc là cũng mới đúng không Chị cũng quên ạ? luôn Không cái không tên phải là những rồi. người. Dạ vâng, em nghĩ cũng nên quên, bởi vì là cũng không không mình phải tương tác với những người mà có vẻ là phải có cái sự hiểu biết và có cái tầm nhìn. Chứ mình mà tương tác với một người mà họ chỉ biết ừ à, sau đó là hình như là họ đang mơ hồ về cái gì đó, thì cũng nó rất là mất thời gian. Em comment rất nhiều, nhưng mà em cũng thấy rất nhiều cái comment ở dưới Lúc thay chị nói đổi là gì chị đó không đâu có để đó. ý. Xin Vân Trần có Vâng. lên không để chị Hữu Ngọc tiếp. Xin Vân Trần này. Em chúc chị buổi tối vui vẻ nha. Có lẽ là câu chuyện Rồi còn rất rồi dài, có lẽ em sẽ gặp rồi chị rồi ở góc rồi độ chị khác. cảm ơn em nha. Chúc em buổi tối vui vẻ nha. Rồi rồi cảm ơn em đã ủng hộ chị. Ok, chào chị. Rồi rồi cảm ơn em. Xin mời chia sẻ để mọi người biết. Rồi Xin Vân Trần có lên không? Xin Vân Trần đâu? Có lên không? Lên thì để Hữu Ngọc mời. Em có xuống được không em? Xuống được chưa? Rồi rồi để chị cho xuống. Đúng rồi, họ không phải là họ không hiểu mà họ ấu trí thôi anh. Vâng. Xin mời nào, có ai lên nữa không? Rồi anh Khoa Lê này, xin mời Khoa Lê lên nhé. Vừa mới gửi mời Khoa Lê. Vâng, chào Dũng Dũng nhé. Thôi không cần nghe à. Vậy là Si Vân Trần không đủ tư cách để lên đây mà nói chuyện nhá. Như vậy là Nguyễn từ Ngọc, nay Si Vân Trần anh đừng chị chống em đối trên nữa diễn nhá. Si đàn, Vân Trần nha. Vâng, chào anh. cái bạn vừa rồi ấu trĩ quá Mời anh chia sẻ. đúng không? Dạ. Bạn vừa rồi ấu trĩ Dạ. quá, chả hiểu gì Việt Nam. Để tôi nói thay Hiếu Ngọc nói cho bạn ấy biết về Việt Nam này. Cuộc sống của chúng tôi là từ cái năm tầm khoảng năm 90 đấy, 90, 93 ấy, so với giờ là nó gấp khoảng 500 lần. Đấy, nói để cho bạn biết thế. Nó gấp khoảng 500 lần thôi. Những cái năm mà bao cấp năm tầm khoảng năm 80, nhà tôi một tháng là tôi được có cân thịt cả nhà. Bây giờ tôi nói bạn nghe, một tháng nhà tôi mua được 1 tấn thịt. Đó, đấy là nói nhẹ thôi. Tôi nói bạn nghe này, nhà tôi à, công xưởng máy móc là đầy luôn. Không? Chúng Em tôi mời là rồi dân mà nó thường. không lên anh Trần ơi, anh Vi Mạnh Trần. Chúng tôi dân thường, chúng tôi không phải đóng thuế. Nhà nước rất yêu nhân dân là như thế. Còn các bạn bên đó là các bạn bước một chân ra đường, các bạn là tưởng là các bạn sung sướng, thực ra các Ok bạn lai lưng ra giả những hóa đơn. Em có anh khách hả? xuống giùm em đi, kia cái thằng Rồi Hanh Thảo rồi, Mai này nó để đây. Lát nữa em rồi để gọi anh lên để xuống nhá. dạ. Anh xuống, anh xuống, anh xuống. Rồi Thanh Thảo Mai lên. Thanh Thảo Mai. Gửi ok chưa? Rồi mời Thanh Thảo Mai lên. Bác Siêu yêu cầu bác Siêu chờ chút đi bác Siêu. Thanh Thảo Mai xong rồi em mời bác Siêu. Xin mời bác Hello bạn. xin mời bạn Dạ. Hiếu Ngọc ra dùm cái. Hiếu Ngọc là cứ tiếp tục đặt. Chào các anh chị em trên diễn đàn. Rồi. À, cho mình hỏi một một số câu hỏi mình đã nghe mà mình chưa có thông. Khi bạn nói là đất nước Việt Nam mình an bình và tự do, vậy xin hỏi là 7 tỉnh ở miền Bắc đã xài tiền nhân dân tệ thì bạn nghĩ như thế nào? À, bạn lấy bằng chứng ở đâu mà xài tiền dân nhân dân tệ? Bạn là người ở đâu? À, mình không cần biết là mình lấy tin tức ở đâu, nhưng mà cái đó là bộ chính trị đã đưa ra, thì Bây tin giờ tức đó tôi nó hỏi mình đã bạn là người ở đâu? mình ở người nước ngoài. À, vậy bạn là người ở nước ngoài để Hữu Ngọc nói cho bạn nghe.
bộ chính trị nào đưa ra cái đó thì tôi ở trong nước tôi chưa thấy. Tôi chưa thấy bộ chính trị công bố ở trên các cộng đồng mạng. Thứ hai nữa, nếu bạn nói tiền nhân dân tệ thì bạn phải biết rằng đất nước Việt Nam bên cạnh đất nước Trung Quốc và người Việt Nam và người Trung Quốc khác cách nhau có một con sông, và giữa cái con sông đó là có cái cột mốc hẳn hoi nha. Tức là cột mốc của Việt Nam riêng, cột mốc của Trung Quốc riêng. Bên Việt Nam qua Trung Quốc cũng phải có giấy thông hành, bên Trung Quốc qua Việt Nam cũng phải phải có giấy thông hành. Cái mà bạn nói xài tiền nhân dân tệ thì có một số người người ta xài tiền nhân dân tệ ở cái chỗ như này, vì người ta buôn bán với người Trung Quốc. Bạn có biết rằng cái lợi nhuận từ người Việt Nam buôn bán với người Trung Quốc một năm người ta kiếm ra bao nhiêu tiền không? Cái đó là chỉ một số người người ta buôn bán, bắt buộc người ta phải đổi tiền Việt Nam sang tiền Trung Quốc để người ta sang Trung Quốc người ta mua hàng. Khi mua hàng ở Trung Quốc á thì về người ta bán ở Việt Nam. Đó, cái đó là có. Chứ còn nếu bạn nói là trong bộ chính trị đưa ra, đây là một cái sự bóp méo tàn bạo của người Việt hải ngoại. À, đại cái đó là bạn đã xuyên tạc rồi đó, tại vì cái đó là trong bộ quốc 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 hội đưa ra thì thông tin đó mới đưa ra ngoài, chứ không có thể nào mà tự nhiên cái thông tin đó nó ròn rỉ ra ngoài mà người dân biết được nha bạn. Bây giờ Bởi tôi vì hỏi á, bạn khi này bạn này. nói á, bạn nói á, là Bây mình giờ đi qua nước ngoài á là mình á phải người hai bên nước hai bên nước thông thương á, là người nước ngoài, người Trung Quốc đi vào Việt Nam đã không cần visa rồi bạn, đã được lái xe nếu vậy vào thì nước nếu vào vậy Hà thì Nội bạn 180 km một quá sai giờ lầm. rồi đó bạn. Nếu Bạn vậy rất bạn quá là sai lầm như ú ớ này. về cái vấn đề này, bạn ở trong nước mà thông tin bạn không tin thì bạn lên Bạn mạng nghe đây bạn này, nói là bạn nghe không có đây, chính bạn xác. đừng có nói một chiều. Cái thứ nhất nha, bạn đi qua Lào, qua Campuchia, qua Thái Lan, từ Việt Nam đi qua. Bạn qua Thái Lan bạn phải có hộ chiếu, nhưng bạn 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 đi qua Campuchia nhá thì bạn chỉ cần cái giấy thông hành bạn cũng đi qua được. Đó. Thì tại Thì sao bạn giấy cứ thông hỏi hành là cái tại đó sao gọi bạn là hộ chiếu qua đó bạn. Campuchia mà Thì bạn dĩ cần giấy nhiên thông một cái hành, đất nước mà này bây giờ qua một qua cái đất bên nước Trung kia Quốc phải ngay có sát hộ Việt chiếu. Nam mà bạn lại bảo là không. Bạn à, một đất nước á, là phải có biên giới, mà hai đất nước mà chung một biên giới có nghĩa là đất nước Việt Nam đã bị mất rồi đó bạn. Bạn quá Tại dở vì hơi á, rồi bạn ơi. khi mà Đất người nước Trung của Quốc, chúng chính ta ông có Nguyễn Phú biên Trọng giới, á đã ranh nói giới là rõ người ràng, Trung Quốc cột được đi mốc vào rõ Việt Nam ràng. du lịch không Bạn đồng không nha biết thì bạn. đừng lên đây mà nói tào lao nhé. Bạn Tại ở sao nước tôi ngoài không biết? bạn không biết. Tôi biết, Tôi tôi nói mới để cho vừa lên bạn tôi biết nói này, chuyện với bạn. cửa khẩu Bạn cốc chỉ tế là một Lào cái đứa Cai, bưng cửa bô cho cái khẩu đảng tất Cộng cả sản, các bạn biên rất là ngu giới. ngơ, Nghe đây bạn này, rất là bạn mù biết là mờ người về cái ngu vấn ngơ, đề thông bạn tin. nghe bị xuyên Bạn tạc, muốn bạn biết, phải tôi nghe nói tôi cho bạn nói. nghe, Bạn tại hỏi bạn sao phải á lắng nghe đất tôi nước nói, Việt còn nếu Nam không cho chung bạn đường biên xuống. giới mà tại sao mở Bạn cửa cho nó muốn đi nghe vào? thì bạn phải lắng nghe, còn nếu không cho cho bạn xuống này. Bạn Không, hỏi tôi bạn vẫn phải nghe 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 tôi bạn nói. nói chứ. Thứ Nhưng mà nhất, tại bạn nói không bạn đúng, không tôi biết phải cãi làm với sao bạn. bạn nói được, bạn nói sai sự thật làm Tại sao sao bạn tôi nói không biết? được. Vậy chứ bạn nói cho tôi nghe. Xuyên tạc mất dạy, muốn nghe thì phải lắng tai mà nghe, muốn hỏi thì phải lắng tai mà nghe. Anh Thành Trần Trung có ở đây không? Xin mời anh Thành Trần Trung lên chia sẻ rõ về cái cửa khẩu Cốc Lế Lào Cai cho em. Ngu không còn con đường nào ngu, cho nên Hiếu Ngọc không bao giờ muốn nói chuyện với những cái người như vậy. Đó. Ai là người xài tiền nhân dân tệ? Tôi nói ở đây ví dụ như những người người ta buôn bán với cái người Trung Quốc, bắt buộc người ta phải có cái tiền nhân dân tệ. Thì người ta qua bên đấy người ta không bị đổi mất phí. Đã nói không biết rồi thì đừng có lên đây mà xuyên tạc mà nói, cứ nói như ăn cướp ấy. Kẻ nói phải có người nghe, người ta lắng tai cho mình, người ta lắng tai để cho mình nói thì mình lại không 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 hỏi, người ta hỏi thì người ta trả lời thì lại không cho người ta trả lời. Alo, chào bạn nha. Mặc áo nhanh. Ừ, Đúng rồi, không rồi. cãi nhau, không cãi nhau, mất dạy quá, không cãi nhau được. Cái con đó thiệt sự, Hiếu Ngọc rất là tôn trọng khách mời nhưng mà không bao giờ cãi nhau được với những. Vào mặc áo xong ra, sẽ là ngồi nhòm. Không biết gì mà nghe xuyên tạc từ bên đấy về đây bảo là xài tiền nhân dân tệ, xài ở chỗ nào? Xài ở chỗ nào đây? Tào lao anh Trần Siêu lên 5 phút nha, mỗi người 5 phút thôi tại vì rất nhiều người gửi á. Anh mới ở cửa khẩu về, anh Quốc Dũng chờ em một chút đi. Anh Trần Siêu lên trước, anh Trần Siêu anh ấy. Ok, cái này để anh giải thích cho. Cái này Hiếu học và nói như thế là Hiếu học cũng không hiểu vấn đề này. Nói thế là không hiểu rồi. Đây tôi giải thích cho bạn nghe này. Đây này.
Cái thứ nhất là nói về cái đồng tiền tiêu ở các cửa khẩu biên giới Trung Quốc. Đây là nói bạn nhớ ở đây, bạn ở đây bạn nhớ cho rõ này. Trước đây không có cái luật tiền tệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tất cả các tư thương và những người đổi tiền chợ đen, ví dụ như tôi có thể sang Trung Quốc, tôi mua tiền Trung Quốc, tôi bán lại cho người Việt Nam nếu muốn sang Trung Quốc bằng giá chợ đen, có nghĩa là người dùng đó phải mua với cái giá cao. Khi người Trung Quốc sang Việt Nam hoặc là người Việt Nam sang Trung Quốc phải mua bằng cái tiền, cái giá chợ đen của những người buôn tiền tại biên giới với Trung Quốc. Đấy, bằng một cái giá cao, người buôn bán chợ đen giá lời cao. Vì vậy nhà nước, đúng là nhà nước có ra một cái luật, có nghĩa là được phép các ngân hàng ở các cửa khẩu được đổi tiền Trung Quốc và Việt Nam. Đấy là tiền nhá. Đấy, để cho những người sang du lịch, ví dụ Việt Nam sang du lịch thì lấy tiền Trung Quốc đổi sang tiền Việt Nam để sang du lịch. Người Việt Nam sang bên Trung Quốc đổi tiền sang Trung Quốc, lấy tiền Trung Quốc để du lịch bên Trung Quốc. Để nói rõ nhá, các cửa khẩu đều có những ngân hàng đó, người ta được đổi tiền bằng tiền từ Việt Nam bằng tiền Trung Quốc, đó là thông thương bằng ở các cửa khẩu đó. Nói cho bạn biết, cho nên các những người chợ bán tiền chợ đen đó người ta không làm được nữa. Đấy, nhà nước quản lý cái đó. Đấy, nói rõ là vấn đề như thế nhá. Đấy, là luật của nhà nước ra có cái đó. Nói cho bạn biết chứ. Nhưng mà ba que lại xuyên tạc rằng là cho mọi người tiêu bằng tiền Trung Quốc. Bạn thử ra thực tế với sát biên giới xem có ai là người Việt Nam tiêu tiền Trung Quốc không? Nếu như vậy thì ngoài mấy người buôn bán đó. Chưa sâu đấy chứ anh đấy. Trần Siêu cũng như anh Thế Linh Hoàng anh nói này, em giải thích chưa sâu chứ còn em giải thích đúng mà. Rồi rồi. Ai đâu? Thế đấy đấy này. Đúng không? Giải thích như thế, giải thích như thế. Đấy là một. Cái vấn đề thứ hai, nếu bạn hiểu kỹ nữa về vấn đề thực tế, bạn vào tường nhà tôi nha, bạn nào vào tường nhà tôi tìm hiểu cái clip hôm nọ tôi có người tại biên giới đứng ngay tại cửa khẩu chỗ người ta đi sang đi về, dân người ta phát biểu thực tế. Đấy, rồi người ta Việt Nam và Trung Quốc ký kết hai bên là sang du lịch với vấn đề du lịch nhau. Việt Nam được mang xe Trung Quốc sang Trung Quốc trước đây là phải bằng cái passport, mình gọi là cái passport đấy, kêu gọi là cái gì nhỉ, cái hộ chiếu. Cái hộ chiếu đấy mới sang được. Trung Quốc sang Việt Nam cũng phải bằng hộ chiếu và Việt Nam sang Trung Quốc cũng phải bằng hộ chiếu. Do đại sứ quán là đó người ta cho phép đóng dấu mới qua được qua. Nhưng bây giờ không cần thế nữa. Có nghĩa là người Việt Nam muốn sang Trung Quốc chỉ đến tại biên giới Trung Quốc đó, vào quan biên phòng ở đấy xin một cái giấy thông hành, nghĩa là anh có chứng minh thư, xin một cái giấy thông hành được đi sâu vào đất Trung Quốc, mang ô tô của Việt Nam sang đất nước Trung Quốc 300 cây số. 300 cây số này với bạn được đi 3 ngày, anh được sang Trung Quốc 3 ngày, đi vào 300 sâu 300 cây số. Trung Quốc thì sang Việt Nam cũng chỉ bằng một giấy thông hành đó, nhưng sang Việt Nam sâu vào được 180 cây số cũng chỉ được đi 3 ngày. Còn đi bắt bo đi bằng hộ chiếu thì được vài ngày hơn, ví dụ anh đi nửa tháng hay một tháng phải có giấy hộ chiếu đấy nhá. Đấy, giải thích thế cho bọn mà mọi người hiểu là vấn đề là giữa Việt Nam và Trung Quốc hai bên đi lại với nhau như thế. Tôi vào trường nhà tôi có cái bạn là gì anh đấy, bạn ấy quay, bạn gì nhà tên là gì anh tôi quên tên rồi, bạn ấy quay tại cửa khẩu biên giới, người dân Trung Quốc và Việt Nam người ta phát biểu tại chỗ cửa khẩu đó, đi qua lại đấy cho mọi người xem đấy, tại trong trường nhà tôi đó, các bạn cứ vào xem, quay tại chỗ luôn và người Trung Quốc người ta phát biểu luôn, người ta còn hỏi là thế bác sang bên Trung Quốc thì bác phải cần cái gì, thì người ta bảo đây vào chỗ công an cửa khẩu kia đấy xin cái giấy thông hành, mang chứng minh thư vào đây xin giấy thông hành, công an người ta cũng giấu giấy thông hành xong là đi vào mang xe Hà Nội nhá, biển số Hà Nội, người ta quay biển số Hà Nội Hoàng đi sang đất Trung Quốc được 300 cây số với điều kiện là 3 ngày đấy, đi sâu đất Trung Quốc 300 cây số. Còn Trung Quốc được lại sang Việt Nam thì được 180 cây số nhưng cũng được 3 ngày. Đấy, đó là thực tế, các bạn phải tìm hiểu cho nó kỹ thì các bạn hay nói. Chứ đừng bảo rằng là tại sao mình đi theo kia nghe cái bọn ba que nó xuyên tạc. Xong các bạn nói lung tung ra là Việt Nam mà mở cửa Trung Quốc vào sâu hết rồi, vào đến hết đất nước Việt Nam rồi, tràn vào hết Việt Nam rồi. Đấy. Nghe vậy là Việt Nam không? Qua bên Trung Quốc. Vậy là Việt Nam qua bên Trung Quốc là chắc là Việt Nam qua chiếm Trung Quốc rồi. Hiện tại hôm ấy người ta quay nha, người Trung Quốc người ta còn phát biểu rõ ràng là ở bên nước Trung Quốc gần biên giới có 2 làng Việt Nam đang sống, 2 làng toàn người Việt Nam đang sống ở đó. Người Trung Quốc người ta phát biểu rõ ràng nha, là tại bên đất Trung Quốc bên kia biên giới là có 2 làng người Việt Nam đang sống ở đấy. Thế thì Việt Nam sang đấy mang 2 làng đấy chiếm mẹ đất Trung Quốc ở đấy rồi.
thì bà lâu, bà sống bà được lâu chưa? Sống mấy chục năm nay rồi, 70-80 năm nay rồi, hai cái làng Việt Nam người ta sống bên đó. Bà bây giờ ở đấy thì người Việt Nam ở đấy người ta biết bao nhiêu tiếng, nó bảo người ta biết 3 thứ tiếng. Tiếng Quảng Đông là tiếng địa phương là một, tiếng gọi là Việt Nam là hai, và cái tiếng phổ thông của Trung Quốc ấy là tiếng phổ thông của Trung Quốc là 3 thứ tiếng. Người Việt Nam ở đấy người ta biết 3 thứ tiếng, người ta bắt buộc phải học 3 thứ tiếng từ khi sinh ra. Đấy, người ta phát biểu rõ ràng thế để cho mọi người. Hôm đi tôi quay rõ ràng cho bao nhiêu người xem, hiện trường thì tôi vẫn có, tôi chưa xóa đi, vẫn còn clip đó, vẫn còn clip đó. Đấy, bạn Trung Anh, ừ, đúng rồi, tôi hôm nay là bạn Trung Anh, bạn ấy quay tại bên dưới luôn, bạn đi quay và xe, quay cả số xe biển số Hà Nội đàng hoàng, 29A, đưa sang nơi đấy luôn, và xin đi ông Anh sang đấy 3 ngày, được xa phép sang đấy 3 ngày, đi sâu vào 300 cây số. Đấy, nó là thực tế, và người Trung Quốc người ta cũng sang Việt Nam, người ta cũng phát biểu. Anh Siêu, bây giờ anh Quốc Dũng, anh ấy là người miền Nam Việt Nam. Là anh ấy đã vừa mới ra ngoài cửa khẩu Cốc Lếu Lào Cai thì anh để cho anh Quốc Dũng lên anh ấy chia sẻ nó công bằng. Rồi, anh xuống nha. Okay. Xin chào em và chào tất mọi người nhá. Dạ vâng, anh Hoàng Thế Linh chờ chút đi, anh Hoàng Thế Linh. Anh Quốc Dũng đâu? Ok đi để em mời. Đúng rồi, người Việt Nam mình qua Trung Quốc buôn bán làm ăn rất là nhiều, có khi cả triệu người cũng có. Anh Quốc Dũng không còn ở đây à? Không còn thì để xem cái người lạ lạ này là ai đây. Tất cả chỉ là sự sắp đặt thôi, sắp đặt là cái gì? Anh Quốc Dũng đâu? Không thấy anh Quốc Dũng gửi yêu cầu nhé. Anh Phù Thái Nhà đề nghị anh có anh có nói chuyện không? Không nói chuyện thì đừng gửi yêu cầu. Ở đây không phải trò chơi nha cả nhà. Cả nhà có thiện ý muốn nói chuyện thì hãng gửi yêu cầu, còn không thôi đừng có lên đây quậy phá nha. Xin mời anh Quốc Dũng chia sẻ về cửa khẩu Cốc Lếu Lào Cai vừa rồi chuyến đi du lịch. Trước hết là xin chào Hiếu Ngọc, chào tất cả mọi người trên diễn đàn của Quốc Dũng. Thì qua cái cô đẩy cô nói đó, là cô nói là bây giờ là Trung Quốc người ta sang vậy, bây giờ trước hết là nói vấn đề tiền tệ đi. Cửa khẩu hai bên đều có nơi đổi tiền đó, và khi mà họ đổi tiền thì cái người Trung Quốc họ sang Việt Nam là họ không, cái những cái người mà ở bên bên Trung Quốc á, ở bên Việt Nam mình á, là tại cửa khẩu Cốc Lếu á, là không, họ không có xài tiền Trung Quốc, cho nên buộc cái người Trung Quốc phải đổi tiền Trung Quốc sang tiền Việt Nam theo cái tỷ lệ bình thường. Và cái lần và thứ hai, người Việt Nam mình sang Trung Quốc cũng phải đổi tiền Việt Nam sang tiền Trung Quốc để mà xài cho đúng. Và ở bên cửa khẩu ở phía bên kia Cốc Lếu á, là nó có một cái chợ của người Việt Nam ở bên đó, cách xa cửa khẩu được khoảng chừng 700 mét thôi đó, là ở bên đó là người Việt Nam mình là họp chợ rất là đông. Nhưng mà khi mà qua bên đó đó rất là khó, chứ không phải là đơn giản đâu, mà bên đó qua bên mình rất là khó, họ kiểm tra rất cao. Nếu quý vị nào không tin, cứ việc vào trang nhà của Quốc Dũng có quay từng chi tiết, kể cả một cái cột mốc của biên giới nữa, chứ không phải là đơn giản đâu đó. Đừng có mà lên đây mà xuyên tạc và bảo là Trung Quốc qua đây dễ mà không có cần cái này, rất là khó chứ không phải là đơn giản. Bởi vì ở Trung Quốc, ở bên mình và bên Trung Quốc, người ta đã ký, người ta đã sợ cái vấn đề mà buôn lậu hàng hóa sang hai bên để mà vượt cửa khẩu và đi qua, cho nên là riêng cửa khẩu Cốc Lếu là rất là khó khăn để mà hai bên đi qua. Việt Nam cũng vậy và bên Trung Quốc cũng vậy. Không? Cho nên nó là đừng có mà lên đây mà xuyên tạc và bảo là người Việt Nam xài tiền Trung Quốc. Không có người nào mà xài tiền Trung Quốc, tất cả là phải đổi ở cửa khẩu hết, chứ không phải là muốn ấy đâu. Nếu quý vị nào không tin ha, kể cả bên kia với bên này, cứ việc vào trang nhà của Quốc Dũng, đầy đủ những cái clip quay đầy đủ hết ở tại cửa khẩu Cốc Lếu, quay một lúc 3 clip luôn
do anh Trần Trần Thành Trung, tôi là lính Tam Trời á, ơi, cái anh con dắt đi thằng cho tôi ngu quay từng chi quá. tiết một. Trời em nói đi, ai cho in tiền mày? Mày ngu vừa đây, Bảo Ngọc, nước Mỹ đã được in tiền chưa? Đừng có nói người Việt Nam nha. Diệu San không có, chờ chị, chờ xíu chị mời em. Đó, Dương Sang cũng là người ở cửa khẩu đó, ở sát cửa khẩu luôn đó, Rồi tiếp ở tục bên đi. cửa khẩu, ở bên cửa khẩu Cốc Lếu rất là khó sang chứ không phải là dễ đâu. Cái anh Hùng Đăng Nguyễn đang nói đúng nè, bên mình sang cũng khó mà bên kia sang mình cũng rất khó, bởi vì cái cửa khẩu này á là cái cửa khẩu mà không phải là đơn giản, vì người ta tránh cái vấn đề mà buôn lậu hàng quốc cấm hay là cái hàng gì đó, cho nên người ta kiểm tra gắt gao. Dũng là bạn thân Dũng là từ ở thành phố Hồ Chí Minh Dũng ra, Dũng muốn sang bên đó để biết cái chợ Việt Nam để mà livestream cho bà con người ta thấy, nhưng mà không có giấy tờ cũng không qua được, mà bên kia người ta không có giấy tờ người ta cũng không qua được bên này. Mà trước khi bước qua cái cầu đó, nó có một cái cầu bắc ngang qua cái dòng sông á, là đi qua cái cầu đó là mình phải vào một cái cửa ngay trong cái cầu á, là có một cái chỗ mà đổi tiền, chứ còn nếu mà người Trung Quốc mà đem tiền Trung Quốc mà vào cái chợ Cốc Lếu không ai xài hết, khẳng định một câu như vậy luôn. Mình có quay cái like đó đàng hoàng, toàn bộ những cái người dân mà thậm chí tất cả những cái cửa hàng ở tại chợ Cốc Lếu cũng không có xài chữ Trung Quốc nữa, chính mình đi kiếm coi có cái bảng hiệu nào Chờ chút đi mà Hàn xài Thắng chữ Trung Phú ơi, Quốc chờ chút đi. à, mà cũng không 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 thấy cái bảng nào mà xài chữ Trung Quốc. Nếu như mà ai đó mà xuyên tạc mà bảo là chợ Cốc Lếu là Trung Quốc không, thì dĩ nhiên mấy cái cửa hàng đó nó phải có chữ Trung Quốc, đằng này không có một chữ Trung Quốc nào hết, toàn là chữ Việt Nam không. Vậy thì người Trung Quốc vào cái đất mà cửa khẩu Cốc Lếu, người ta sẽ nói chuyện như thế nào, người ta sẽ làm như thế nào để người ta biết là cái cửa hàng nó bán cái gì, hoạt động cái gì. Nếu không có chữ Trung Quốc thì thử hỏi những cái thằng, những cái con xuyên tạc trả lời cho mình biết coi, là nếu như mà bảo là Trung Cái Quốc nó máy qua mình mà nói với Thanh Thảo Mai này, à. thứ nhất là người Việt Nam Cộng Hòa đã làm được gì cho cái đất nước này sau 43 năm nay đó, ai là người dẫn dắt cái đất nước này, vậy thì người nào mới là người có quyền ở đây và người nào mới có quyền chê trách cái đất nước này, chứ bản thân các bạn không làm gì cho cái đất nước này thì các bạn không có quyền để mà đi vào đây mà chê trách mà khen chê nhá. Còn cái thằng Hoàng Đức Nguyễn, mày nói là được thuê lên nói vậy, mày vào trang nhà Quốc Dũng đi, tao mời mày vào đó. Mày cứ việc ép nít tao mày vô mà coi trang nhà, mà coi những cái clip đi, tao quay cho mày coi đó. Mẹ, tụi mày chuyên môn là xuyên tạc thôi. Tại vì diễn đàn Nguyễn của Hiếu Diều, Ngọc. anh để xem Nguyễn Diều này là ai đây, cho Nguyễn Diều lên Rồi cho thôi tôi em xuống xem. nha, anh chị đưa ra cho tôi. Còn ai mà muốn nghiên cứu kỹ cửa khẩu Cốc Lếu, cứ việc mời vào trang nhà của Quốc Dũng. Tất cả những clip còn đều lưu lại hết, từ Bắc chí Rồi Nam, rồi đi tới đâu là có quay hết á. rồi Vậy thôi rồi. đi nha, rồi cảm ơn Ngọc Hiếu, rồi xin chào tạm biệt tất cả mọi người dưới diễn đàn à. Chúc mọi người có buổi tối online vui vẻ. Bye bye. Cảm ơn anh. Anh Nguyễn Nhàn lên đi nha, để anh Nguyễn Nhàn nói cho mọi người biết dùng cái đi. Chào anh ạ. Vâng, xin mời anh chia sẻ giùm Alo, em. Vâng. anh chào Ngọc Hiếu nha, Vâng. chào tất cả cộng đồng mạng trên diễn đàn của nhà Ngọc Hiếu. Dạ. Anh không muốn lên nói cũng nhiều rồi, nhưng mà thực tế anh này, anh đi về một tí, nhưng mà anh nói cái khách mời đầu tiên nhá. Thực tế cái loại đó là loại ba que F2, nó chúng nó không chẳng biết cái gì cả, là anh nói với em như vậy này. Chính trả là cái bọn nó mất công. Ở bên Mỹ thì bây giờ xuống diễn đàn không xuống được, ở cái nhà thì bà ngân cái lều nước vịt của ta, một cái sỏ mỏ với Việt Nam mà nói làm cái gì, đúng không em? Rồi anh nói cái người đầu tiên ở nước ngoài, nó ở bên Mỹ. Có một Ok cái Hương nhân Hoàng, vật chào vừa chúc. mới vào thứ hai đó, thế nó bảo bây giờ là quy chế quản lý biên giới. Đây, anh ở bên phòng, đây cho nó coi này. Cái cột mốc này nhá. Một bên này thì Việt Nam, bên này Trung Quốc. Một bên này Việt Nam, bên Trung Quốc. Đó, nói cho cái vợ cho cái thằng ranh con này nó biết này. Nhá. Đây là lính biên phòng chính hãng chứ không không phải là ấy nhá. Cho nó coi đây này. Đó là lính biên phòng nói cho cái bọn ngụy ba que và cái bọn xuyên tạc ranh con mày không biết cái gì thì thôi, nhá không? Quản lý cửa khẩu nào, nó có chính ngạch và tiểu ngạch,
đúng không em? Qua cửa khẩu chính, còn các cửa khẩu tiểu ngạch. Thế bây giờ qua, bây giờ khi mà qua cửa khẩu biên giới, tiểu ngạch hoặc chính ngạch nó có cái chính sách thăm thân ở hai bên, thân nhân gia đình hai bên biên giới đi qua lại thăm thân thì không cần phải gì cả, chỉ một cái giấy ở hai bên thống nhất với nhau đi qua đi lại qua cái tạm đó, em hiểu không ạ? Đó là thăm thân, thăm thân ở hai bên biên giới. Còn cái đồng tiền Việt Nam và đồng tiền Trung Quốc cho lưu hành ở bên này là lưu hành ở các chợ đầu mối, các cái chợ ở dọc biên giới để hai bên nhân dân hai nước qua lại thuận tiện để qua lại buôn bán, trao đổi hàng hóa và tiền bạc của hai nước hai bên. Thế với tài sản bây giờ không, nó không nói là đồng tiền Việt Nam ở bên Trung Quốc cũng có, đúng không? Tài sản không nói mà là bảo đồng tiền Trung Quốc lưu thông ở bên Việt Nam. Chúng nó biết cả, nhưng mà chúng nó xuyên tạc. Tôi lại nói với em như vậy. Đừng có xuyên tạc. Nó biết hết á, nhưng mà chúng nó xuyên tạc là đủ cái thứ chuyện lên đời. Đây, nói với chúng nó đấy này, có phải là lính Minh Phong không? Đây, cho nó coi. Có phải là lính Minh Phong không? Không biết cái gì thì cấm mỏ mẹ cái mỏ đi. Còn chúng mày muốn thích về thì cứ qua cửa khẩu tao đón, cứ qua bên dưới đấy tao đón, bất kể cả cảng hàng không, cảng biển, báo quay về đây tao biết thằng nào tao biết cả đấy. Sống cuộc sống sau này chẳng có cái giúp được cái, làm được gì, cái tuổi chúng nó làm được giúp được gì cái đất nước này. Hôm qua thằng Hùng Lân, thằng Hùng Phạm lên đến kia cả, nói với anh Tư Tân Bình đó, năm 77, 78, 79, 80 chúng mày ở đâu? Đất nước đã chiến tranh chúng mày trốn, tám mươi mấy chúng mày chạy bỏ chạy. Thế từ 77, 78, 79, 80 đến năm 89 ai đánh Trung Quốc, ai đánh Campuchia? Bán biển bán đảo bán đâu? Đảo thì đảo Hoàng Sa thì năm 74 bán cho bắt tay với thằng Trung Quốc, mất cái quần đảo Hoàng Sa thôi. Trường Sa Hàn mở là Trường Sa mất đâu, mất được chỗ nào? Có cái đảo Gạc Ma đó, bây giờ đang nói đó, đúng không? Đảo Colin đó. Bây giờ Việt Nam chiếm nhiều một đảo Trường Sa mà quân đảo thì Việt Nam tiến đến đảo nhiều nhất. Thôi chờ một tí nữa anh xuống thôi. Anh Kim Thái Trung. Bây giờ là theo Trung Quốc sao? Thằng Campuchia, Khmer Đỏ, Pol Pot, tức là lính Khmer Đỏ bị thằng Trung Quốc nó sử dụng. Bọn anh là lính đánh Campuchia. Nói thật với các em không hiểu được đâu. Nó chán khổ thì không ai, bọn anh chỉ nói làm gì nữa, đúng không em? Đúng rồi, tất dạ, đúng rồi, chán khổ của bộ đội Việt Nam không có ai trải qua bằng. Không có ai trải qua bằng bộ đội của Việt Nam. Em nói bọn anh như chán khổ đến không có ăn nhìn, nước không có uống, nhưng mà bọn anh không kêu ca gì cả. Mà rã trần nói thực, nói với này cộng đồng mạng, nói với Hiếu Ngọc lên này. Khi bọn anh ra trên đường ra ôm súng đi, ba người cùng một tổ, vẫn có một người tổ trưởng. Chúng nó nhiều xuyên tạc. Mà đã vào đó, vào đại chiến trường này thì chấp nhận là chỉ có sống với chết. Nó chỉ có vậy thôi. Đúng không em? Dạ. Ra trận, đừng nghĩ lính ra trận chỉ có sống với chết. Đàn nó tránh mình đâu có tránh được đàn. Đúng không? Đấy. Bọn anh đâu có kể lại những công chuyện 10 năm cái tuổi, 18, bắt đầu 18 tuổi đi, đến 28 tuổi mình hết chiến tranh mới quay lại về thì tuổi thanh xuân nó còn lâu. Bọn anh đâu có kêu ca gì đâu, đúng không? Bây giờ còn nghèo khổ, mình cũng chịu chấp nhận cái thời mình sinh ra, người thanh niên sinh ra cái thời chiến tranh thì mình phải chấp nhận những cái hy sinh của tuổi trẻ để bảo vệ cái đất nước này. Không có camera, anh thoát không phải ra từ đó đến có camera để em mời. Không phải từ đó đến nay đâu, mà từ nãy và về sau bọn anh sẵn sàng, nói xin lỗi là cựu chiến binh bọn anh sẵn sàng. Đó. Yeah. Cho nên tuổi chúng nó là nhiều khi cứ xuyên tạc rồi này, anh bực mình lắm, nói thật, nhưng mà anh không muốn lên đâu, mệt lắm. Từ 10 tháng 6 cho nó thật, em chưa khi nào ngủ trước 20 giờ đêm, chưa khi nào nghỉ được trước 12 giờ đêm. Mà lên thì mình nói thì thực tế mình, anh nói với Hiếu Ngọc này, vì còn anh em cộng đồng mạng này, mình nói với đoàn bác quen không thể, bây giờ không thể nói được, nói thật em là không bao giờ nói chúng nó được nữa rồi. Ai đã nghe thường đã nghe rồi, đúng không? Mà cái toàn đã chống thì đâu chống đến cùng rồi. Thì bây giờ mình không, bây giờ không nghe là nghe nó được nhiều rồi, còn không thể thống nào chúng nó được rồi. Nói thật với em như vậy, còn bây giờ là phải đánh quyết liệt thôi. Đánh quyết liệt, không có những gì, bây giờ không có bàn, không có riêng vợ chồng thằng hai vợ chồng chúng nó đang ngồi xem đấy,
khi nào vợ chồng lên nói, vợ lên nói nó là người nước ngoài này, nó biết cái gì, nó biết cái quy chế quản lý, quy chế bên dưới sao, xuất nhập cảnh ra sao. Bây giờ gia đình hai bên thăm thân với nhau, mẹ cái thằng đi ăn Taylor này nè, mày thì ngon mày về nhá, đàn anh Trung Cộng này, đất tao nói với thằng đi ăn Taylor này, đàn anh Trung Cộng mày mày biết Thái Trung có rồi, chờ chút đi rồi em mời. Mày biết năm 79 Việt Nam đánh không hả? Mày thấy Trung Quốc nó mạnh như vậy mà tụi tao vẫn đánh không ạ? Mùng 7 tháng Giêng giải phóng Campuchia, 17 tháng 2 Trung Quốc tấn công phía Bắc, tưởng Việt Nam hôm qua đánh rồi. Nó xin lỗi mày nha, mày thì loài ba que, nhưng mà thì cấm mẹ cái mồm đấy nha, đừng có sỏ cái mồm về đây. Mày về đây mẹ tao thịt mày luôn, tôi nói thẳng mày luôn, tất cả mấy cái thằng chồng ngọc nói trước cho mày biết. Cho nên nó là anh nói cũng chia sẻ một số vấn đề ở bên dưới, dọc bên dưới nó. Bây giờ tiểu ngạch, chính ngạch thăm thân ra có gia đình người Việt Nam ở bên sai bên dưới thì người ta có, nó có cái giấy thông hành, tức là thông thăm thân thôi, kể cả tiểu ngạch và chính ngạch à, là giờ đâu con anh đi vào hộ chiếu đi du lịch thì phải dùng bằng hộ chiếu à, còn hàng hóa kiểm soát qua cửa khẩu thì phải tất cả qua có kiểm dịch, có biên phòng, rồi có an ninh cửa khẩu, rồi hải quan, nó đầy đủ 4-5 ban anh nói mà không được qua cửa khẩu mà đơn giản được đâu, đúng không? Đó là anh nói với em, con quy chế quản lý cửa khẩu là như vậy. Thì anh ở bên phòng anh rất hiểu về việc đó, cho nên anh không muốn chia sẻ nhiều đâu, nhưng mà người ghét nhất là ghét tức cái bọn bác que bên đó, nó biết mà nó cứ xuyên xỏ ra. Còn cái việc của anh nói nữa, bây giờ em chủ đề của em cái tuần này em tập trung đánh với mấy con linh cầu à. Còn mấy cái thằng mà cứ lên mà cứ chuyên thẳng, nó biết mà chuyên thẳng cả, cho nó xuống, không cho nó lên nhiều. Anh nói em không cho nó nhiều, bởi vì cái bọn này không thể dạy nó được rồi, không thông nào nó được rồi à. Nó là chống, đến công, nó không làm được. Bây giờ không tuyên truyền được nữa đâu. Anh nói thật với em, không tuyên truyền được nữa. Mà đánh tập trung đánh mấy con linh cầu đó, là tập trung đánh mấy con linh cầu. Còn cái bây giờ nó xin lỗi với em, nói thật với ba que thì mẹ nó ở bên kia nó gái đâu. Con đánh cái bọn trong nước này, tất nhiên con phải nhiều việc, nói em như vậy đó. Rồi cũng tranh thủ mà làm, đánh được con tháng 1 năm 2019 thì tất nhiên là mình thoải mái thôi, nhưng mà mình yêu nước thì mình... người yêu nước thằng đó liều hồn đấy, luật an ninh mạng là liều hồn chứ không nói gì, kể cả xúc phạm đó. Chủ tịch Trần Đại Quang mất, bây giờ xuyên tạc sáng năm đó luật có rồi, ngồi đó mà chọc lãnh đạo đi, lãnh chủ đi à, nói xấu cán bộ đi à, cho nên anh em tập trung đánh vào nó. Con đứa nào lên dòng cung dây cho xuống, không cần, bởi vì anh nói với em cũng nhiều đi, hôm qua anh cũng bực mình, anh nói em cho xuống mà nó không chịu cho xuống đấy, cho nó xuống mấy cái thằng đó là cho xuống đi, không có để nó, đúng không? Đi anh là vậy, anh phải rút kinh nghiệm. Em làm thỉnh thoảng em sẽ comment dưới ý của anh em Việt Nam á, có gì theo dõi kỹ hơn em chỉ nghe nó nói thôi, chứ em không em được comment. Nếu mà comment nó có những cái gì đó ở dưới nó rất tỉnh táo. Cái tỉnh táo thì người ta bảo cho xuống thì em cho xuống đi, đừng để cho cái bọn nó bởi vì mình không thể giáo dục chúng nó được rồi à. Chứ cái bọn đồng ngụy đó nó có về Việt Nam, nó biết cái đất nước Việt Nam phát triển sao, tự do làm sao, đúng không? Nó không biết mình là tự do làm sao, phát triển làm sao, nó cứ xuyên tạc à, nó lên nói cho nó nói như vậy thì tự nhiên là nó là làm diễn đàn cho nó xuyên tạc. Em hiểu như vậy. Còn nó như bác sĩ bác cũng quá mạnh mẽ, cho nên bác sĩ cũng quá mạnh mẽ thì anh cũng rất thích. Riêng bọn anh là linh cựu chiến binh rồi thì có chết thì chết rồi, giờ có chết thì chẳng sao, bảo vệ cho các con, cho các cháu mình sau này, đúng không? Chứ đôi bọn anh vứt rồi, tuổi trẻ 18, 28 tuổi còn tuổi thanh xuân ở đâu, hy sinh trong biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc cả rồi, bây giờ cứ rõ nghe thường vậy thôi, sống ở giờ là tốt lắm rồi. Cho nên mong anh em cộng đồng mạng này đừng có đánh phá nhau trên nó, đừng bị đồng tiền bẩn, đừng có đồng tiền bẩn thiểu mà một vài 3 triệu, 5-30 triệu bạc rồi mà làm mất tình đoàn kết dân tộc của con người Việt Nam. Con người Việt Nam yêu nước thì yêu cho đàng hoàng, mà không yêu thì nói thôi, yêu đừng có làm những cái chuyện gì đó. Giàu nghèo thì có số có phần, anh lười lao động thì chỉ nghèo vậy thôi, còn đất nước Việt Nam bây giờ mà không lao động thì nghèo thôi, còn anh lao động thì là có ăn ở sinh hoạt đầy đủ, là có củ dư của đầy, đúng không? Đúng không em à, anh cũng nông dân này đó.
nhà cửa đâu, nhà ăn nhà bếp đâu, có thua cho ai đâu, mà chúng tôi chúng nó mà cứ xuyên tạc ra. Thôi anh chia sẻ sơ qua thôi. Dạ. Thôi em cho anh nha. Cảm ơn. Vâng, bây giờ em mời. Cảm ơn em nha, cảm ơn em mời cộng đồng nha. Cái anh gì hồi nãy vừa mới gửi yêu cầu nhỉ? Ok, em bảo ra thoát ra khiêm khiêm gì đấy ạ? À? Anh gì khiêm à? Em mời anh lên, ok đi để em mời lên ạ. À? Anh gì tên Khiêm đấy. Xin mời anh Khiêm còn ở đây không ạ? À? Còn thì ok dùm em cái. Không tới chừng em mời người khác thì lại anh lại ra nữa, thành ra nó từ bây giờ bắt đầu từ bây giờ tiếp tục đánh những cái tên linh cẩu nha cả nhà, đánh đánh những cái tên linh cẩu á. Mình không phải là mình đánh vào người người ta mà bây giờ là mình phải lật mặt, mình phải lật mặt những cái tên linh cẩu này. Thứ nhất là chúng đang gọi là đang phá hoại đất nước này và chúng đang làm ảnh hưởng đến cái nền công giáo của Việt Nam. Xin mời anh chia sẻ. Vâng, xin chào chủ nhà và xin chào tất cả mọi người đang có mặt trên diễn đàn. Dạ. Thì từ nãy giờ tôi nghe đó thì anh Trần dạ. Siêu anh chia sẻ là rất chính xác. Cái vấn đề thứ nhất ở đây tôi muốn nói để cho mấy bạn ba que, tôi gọi là bạn cho nó dễ không anh thì để cho các bạn biết này. Trước nhất thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là một cựu chiến binh nhá, đánh quân Trung Quốc xâm lược ở biên giới phía Bắc năm 1979 nhá. Chúng tôi đã giành từng tất đất không, từng mét đất ở đường biên nhá. Và cái cực khổ của chúng tôi là cái gì? 6 tháng không có rau xanh ăn nhá. Phải ăn cái đỗ, cái gọi là đậu, đậu cô ve đó, không? Nấu lên làm canh, lấy muối nhá, làm nước chấm, gọi là nước chấm đại dương, không? Nhá. Chúng tôi cực khổ gian nan như thế, đấy, đấu nhau với thằng chú, đánh nhau với Trung Quốc biết không? Nó là biển người đấy, tôi nói cho mấy vị biết như vậy, không? Nó là biển người đấy, nó đánh chúng tôi bằng biển người, nhá, chứ không phải là đơn giản đâu. Nhưng bây giờ đất nước hòa bình rồi, tôi nói cho các bạn biết này, cái việc mà giao thương giữa hai nước, mở đường biên giới giao thương giữa hai nước là việc cần phải làm. Không, chính phủ làm cái việc này là cực kỳ chính xác, cực kỳ chuẩn. Tôi nói một câu cho các bạn biết này, tất cả trái cây ở khu vực đồng bằng không okay. Nam Bộ này nhá, nếu không giao thương với thằng Trung Quốc thì trái cây ở cái miền Nam nhá, miền Nam này đổ cho chó nó ăn luôn. Bởi vì sao? Cung cấp trong nước dư không bán cho thằng Trung Quốc thì bán cho ai? 1 tỷ dân số của nó, 1 tỷ nhá, đến thằng Mỹ nó còn mơ cái thị trường của Trung Quốc mà chưa có được nhá. Còn mấy cái anh ba que các anh ngu nó vừa thôi, các anh chống cộng hả, cộng sản hay là dân chủ hay là cái gì chúng tôi không cần biết. Cái vấn đề là cái đảng, cái chính đảng đó người ta đã đem lại lợi ích gì cho cái dân tộc này? Ok, được rồi. Còn các vị đã làm được cái gì? Các vị đã làm được cái gì mà các vị nói là cộng sản? Không làm được. Các vị ngoài cái năm 75, trước năm 75 các vị làm cái con ở cho thằng Mỹ. Tôi nói là các vị làm con ở cho thằng Mỹ nhá. Từ phục vụ á, đĩ điếm nhá, cho đến cái vấn đề mà các vị mang cả súng ống của thằng Mỹ mang đi bán cho cộng sản nhá. Đó, các vị là những kẻ nào đấy? Đó. Mà các vị nói, các vị xây dựng được cái gì mà các vị bảo là cộng sản không làm được cái gì? Anh ơi, em bảo này. Ngày hôm nay chủ đề chính của em là nói về những cái tên linh cẩu Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Ngọc Nam Phong và Nguyễn Duy Tân.
thì trong cái thời lượng thì anh em thì đông, thì mỗi người chia sẻ một ít, cho nên bây giờ anh chia sẻ cái đó được rồi, xin mời anh chia sẻ về để chống cái bọn này nữa. Rồi, ok, thì đó là mấy cái lời nói, bởi vì khi anh siêu anh lên đó thì có một số comment của mấy thằng bao que không nói về vấn đề đó, thì tôi cũng nói cho các vị biết như thế nhá. Các quý vị khi mà đất nước có chiến tranh nhá, thì các quý vị tụt quần bỏ chạy không, các quý vị đi sang nước ngoài các vị sống, xong bây giờ đất nước mở cửa ra bắt đầu các vị bắt đầu quay về xin tạc ha, các vị hay, các vị giỏi, quá giỏi không, các vị đánh giặc bằng mồm không, khi giặc đến nhà thì các vị bỏ chạy không, các vị hay, quá hay nhá, thế thôi. Còn về vấn đề á, Linh Cẩu Nguyễn Duy Tân nhá, nếu mà Linh Cẩu Nguyễn Duy Tân không Nguyễn gì cái gì Nguyễn Ngọc Lam Phong, Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Ngọc Lam Phong rồi và một số vị nữa nhá, tôi nói cho các vị biết này, cha mẹ các vị chết nhá, người dân chúng tôi không có chửi, một nguyên thủ quốc gia người ta chết không? Các vị chửi không, thì các vị là cái gì vậy không? Nếu tôi là người nhà của nguyên thủ không, tôi sẽ suy nghĩ với các vị là như thế nào không, trong khi bản thân Vatican còn phải gửi không, giấy chia buồn đến đảng và nhân dân Việt Nam, ghi rõ nhá, đảng và nhân dân Việt Nam, với gia đình của nguyên thủ tướng, à nguyên chủ tịch nước nhá. Còn mấy ông là những cái thằng ấy là đang được hưởng lợi ích từ cái đất nước này nhá, mấy thằng Linh Cẩu nhá, Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Ngọc Lam Phong nhá, mà các vị quay ra các vị chửi người ta không, xuyên tạc chửi đồng không, các quý vị không đủ tư cách làm cha của một cái đám giáo dân. Tôi nói là đám giáo dân bởi vì có cái đám giáo dân đó nó ngu, nó mới bầu các vị là làm cha nhá. Cho dù tôi nói câu này các quý vị sẽ cho rằng tôi không không là cực đoan, vâng thì cực đoan, nhưng cái việc mà các quý vị làm cha của thiên hạ mà các quý vị sủa ra những cái câu nói đối với một người đã khuất như thế, thì thử hỏi các vị là cái loại gì? Bác thoát ra đi rồi bác vào lại mới có camera, bác cam ơn. Bác cảm ơn. Vâng, riêng Nguyễn Ngọc Lam Phong và Nguyễn Duy Tân nhá, đó là cái thông điệp mà từ hôm qua giờ tôi làm rất nhiều video không? Dạ. Thông điệp gửi cho Nguyễn Ngọc Lam Phong và Nguyễn Duy Tân không? Tôi làm rất nhiều rồi, xin mời cứ vào YouTube có hết nhá. Còn với cái đám này thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ phải hành động. Hành động theo cách nào? Thì cũng như các bạn đã biết là chúng tôi đã hành động không? Và rất khoát phải như thế. Cho dù các bạn có thể là có những kẻ ở trong nước này không, vỗ ngực xưng danh là yêu nước và lên án chúng tôi là những người cực đoan, vâng tôi sẽ cực đoan để tôi xử lý vấn đề đó nhá. Ai lên án thì cứ lên án, và chúng tôi đã làm, đó là vụ Thọ Hòa. Ok Nguyễn và chúng tôi tiếp tục làm nữa. Xong vào lại đi. Đó là cái vấn đề của chúng tôi. Còn những kẻ nào ôm chân nhá, không ôm chân những kẻ ngoại bang không, để lên án chúng tôi là những người cực đoan, ok chúng tôi cực đoan để cho đất nước được hòa bình, ok chưa? À, đó là cái suy nghĩ của chúng tôi. Chưa thấy Minh Nguyễn đâu cả. Vâng, thế tôi cũng sẽ xin phép xuống và để cho một người khác lên chia sẻ. Tôi cũng chia sẻ hai cái vấn đề như thế thôi. Vâng, xin em chào cảm ơn anh rất nhiều đã tham gia cùng với diễn đàn của em ngày hôm nay. Chúc anh buổi tối vui vẻ. Vâng, xin chào anh ạ. Vâng. Cái gì đây, con gì đây? Cái thằng nào, từ từ tôi theo xem thằng nào nó cho đây. Hương Goria Phạm. À, anh đừng có quan tâm đến nó, chúng em coi nó là rác rưởi rồi anh ạ.
không không quan tâm, cứ để Thế cho nó nghe cho nó hiểu. Hương Goria Phạm mà mai lên diễn đàn của tôi sẽ tiếp nha. Rồi, xin chào. Dạ, nếu vâng, mà xin chào muốn anh. Thì mai lên diễn đàn của tôi sẽ nói chuyện. Muốn thì lên hẳn diễn đàn thò cái mặt ra nói chuyện nha. Bọn nó hèn lắm, không dám đưa mặt đâu anh ơi. Rồi, em rồi, chào anh xin ạ. Mời, xin chào. Rồi, ai lên đây? Nguyễn Diều là thấy gửi yêu cầu nãy giờ, còn cái anh gì kia mà tìm mãi không ra. À, Alo, chào Nguyễn Diều. Tôi xin chào anh em trên bất ngờ tôi mở ra tôi thấy coi như là cái diễn đàn của chị, nhưng mà tôi cũng chào chị và chào anh em trên diễn đàn. Thế tôi chỉ hỏi Được coi rồi. như là xem chị Bây năm giờ nay dạy bao nhiêu nha. tuổi để xưng hô cho dễ. Vâng, tôi sinh năm 1971. Thì bây giờ trong cái diễn đàn ngày hôm nay rất đông anh chị em muốn lên. Bởi vậy nên là chủ đề ngày hôm nay là chúng ta vạch mặt những tên linh cẩu như Nguyễn Ngọc Nam Phong, Nguyễn Đình Thục và Nguyễn Duy Tân. Thì đề nghị anh chị em là mỗi người 5 phút trở lại, thì mong anh chia sẻ cái gì thì xin mời anh chia sẻ. Rồi, tôi cũng cảm ơn chị và cảm ơn anh em trên diễn đàn. Thì trong cái đó là bọn tôi ấy, thì là người tôi là Nguyễn Văn Điều, xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thì tôi cũng muốn chia sẻ với đồng bào coi như là với các chị là vừa nãy tôi cũng mở, vô tình tôi thấy cái diễn đàn này thôi. Thì tôi cũng chả theo dõi bởi vì là tất cả các diễn đàn thì thỉnh thoảng tôi gặp. Thì tôi cũng chả ưa cái diễn đàn nào bởi vì là tôi cũng mang tiếng nói của mình cho nó thật. Như vừa nãy thì tôi xin chị được mấy phút coi như là về cái chuyện coi như là về biên giới, về tất cả những cái coi như vừa rồi là các chị nói. Tôi nói kể cả chị cũng chưa hiểu, tôi nói thẳng luôn thì các chị cho tôi xuống được, nhưng ngược lại các chị phải nghe những người trong nước nói và những người hiểu, chứ đừng nghe những người nói không đúng. Ví dụ như chị cũng chưa hiểu về đường biên, và cái anh vừa nãy là ở coi như là biên phòng, chả biết anh còn ở không. Nếu anh ở thì anh phải nên nghĩ rằng là một người biên phòng không xứng đáng là một người biên phòng. Tôi nói thẳng luôn bởi vì tôi nói cho các chị nghe, nếu các chị cho tôi xuống là các chị cũng được, bởi vì quyền các chị. Như tôi nói để cho chị hiểu, lần sau các chị nói coi như là mọi người đều phải nghe và có thật, để tôi chia sẻ cái đường biên cho chị nghe. Tất cả coi như những năm trước là tất cả cái đường biên thì hai bên không được giao, không được coi như là tự đi lại với nhau. Nhưng mà những năm gần đây thì là ở Việt Nam tất cả các xã lân cận đường biên nó đều có một cái sổ. Cái sổ đó nó gọi là sổ thông hành. Ví dụ như chị đi chợ Bằng Tường, ví dụ tôi nói ở cái biên giới bên này có chợ Bằng Tường này, ở Lạng Sơn này này, là chị đi coi như là ví dụ như chị vào Bằng Tường là chị người ta ghi vào sổ đó là chị chỉ được đi đến Bằng Tường thôi. Thế còn ví dụ như chị đi sâu hơn 100 cây tôi không nói địa danh, nhưng ngược lại là người ta ghi vào sổ mà chị đi trong ngày là chị đi trong ngày, chị đi một ngày là nó đi một ngày. Thế còn cái chuyện đi thêm ngày là chị lại phải xuống Lạng Sơn chị xin coi như là cái dấu khác coi như để đi đi qua ngày, chị hiểu chưa? Thế thì bây Thế giờ còn nói tất cả anh Trung như Quốc này ấy, này. không để nghe tôi nói cho chị nói, nghe. Từ từ anh để yên cho tôi nghe anh nói là tôi biết rồi, tôi biết anh là người như rồi rồi. Cái thứ nhất, không, tôi là tất người nói cả chính các trực, cái tôi anh không vừa cổ suý nói, ai cả. Anh lắng nghe này, nếu không là tôi lại mời anh xuống. Anh nói rồi, là tôi tôi lắng sẽ nghe nghe anh chị. nói từ đấy. Nhưng mà bây Rồi. giờ tôi nói là anh phải nghe, biết không? Anh Rồi. nói là tôi lắng Rồi. nghe từ nãy. Bây giờ tôi Rồi. nói anh phải nghe. Thứ nhất, đất nước Rồi. Việt Nam và đất nước Trung Quốc là hai nước sát nhau. Thị trường Trung Rồi. Quốc rất là tiềm năng cho người dân Việt Nam. Tôi hỏi anh, nếu anh nuôi được con heo ra anh bán, mà anh bán trong Việt Nam nó có được giá như thế hay không? Hay là khi có Rồi. thương lái Trung Quốc người ta mua qua mua lại thì giá cả Rồi. mới được. Và ngày hôm nay Rồi. chủ đề hôm nay cái này dừng lại, tôi đã tuyên bố dừng lại ở đây, và trước khi anh lên diễn đàn là anh đã sai chủ đề, đúng không? Không, tôi đây đã là tôi nói nói với chủ chị đề có bây những người giờ nói của tôi, sai. mục Thế đích thôi chị cho tôi ý xuống đi, là tôi không như muốn tôi nói chuyện nói với các anh chị nữa bởi vì thấy các không, chị thế tôi mời là không anh có tiêm xuống lo. này. Thứ nhất là anh lên diễn đàn của tôi anh phải biết tôn trọng tôi lắng nghe anh nói nhưng mà anh lại không lắng nghe tôi nói thì xin mời anh xuống, biết chưa? Đâu rồi anh Khiêm, đâu rồi, còn ở đây không, để em mời nha anh Khiêm. Ok, dùm em cái. Lên diễn đàn, trước khi lên diễn đàn người ta đã nói là cái hôm nay là cái chủ đề gì thì phải biết Em được. chào chị. Ủa em ừ.
Xin chào em. Xin chắc là chị còn nhớ em chứ. Không nhớ em thì nhớ ai, em út mà không nhớ nó mới lạ. Rồi rồi em chưa. Dạ em. Thì hôm nay thì cái chủ đề của diễn đàn nhà mình là nói về mấy cái tên linh mục quả đen. Đúng rồi. Thì em nói với chị rồi. Đảng, nhà nước luôn tin đạo nhưng không tin người có đạo nha, tin đạo chứ không tin người có đạo. Đạo nó khác mà người có đạo nó khác chị nha. Đúng rồi. Cái chỗ này những cái con linh mục, những cái tên linh mục quả đen này nó dựa vào cái gọi là cái dân chủ ấy, cái tự do tín ngưỡng để nó xuyên tạc, nó nói xấu đảng, nói xấu nhà nước. Thực chất ra chúng bất kỳ một cái đạo nào cũng thế, không được can thiệp vào chính trị. Nhưng ngược trở lại, những cái tên linh mục quả đen như Nguyễn Đình Thục, rồi Nguyễn Quang Khải, Nguyễn rồi Ngọc Nam Phong, Nguyễn Ngọc Nam Phong, Nguyễn Duy Tân, đấy, những cái tên đấy nó núp dưới bóng dân tự do tín ngưỡng để nó can thiệp chính trị của một vào một đất nước. Thế cho nên là em nói với mọi người, em không nhạo báng gì bất cứ một cái đạo nào, mà bất kỳ một cái đạo nào em cũng tôn trọng hết. Tin đạo chứ không tin người có đạo, tin giáo lý của đạo chứ không tin người có đạo. Cũng bởi vì người, con người cả cũng có tham, có sân, có si. Thì những cái tên linh mục quạ đen đấy, nó nhận tiền của một số cái tổ chức phản động như của Việt Tân, hay là một số cái tổ chức như là cái tổ chức văn hóa cội nguồn, nó chống phá lại đất nước. Mọi người thấy rất rõ. Còn em dám khẳng định ở đất nước Việt Nam mình thì không ai kỳ thị về đạo hết. Bởi vì thực chất ra, nhưng vẫn còn một số người ở ngoài, như ở đâu thì em không biết, nhưng mà ở em ấy cũng có đồng bào Công giáo, nhưng người ta sống tốt đời đẹp đạo, người ta sống đúng là một người giáo dân lương thiện, giáo dân chân chính, chứ không phải là như mấy cái tên linh mục quả đen đấy. Nó đang bôi nhọ đi và nó gây hằn thù trên cái dân tộc Việt Nam này. Nó làm cho em nói rất đơn giản, như cái thằng cha Nguyễn Duy Tân thôi, nó lên nó cổ suý đồng bào, những cái cộng đồng giáo dân ở giáo xứ của nó, làm cho cái giáo dân đấy mà cái đạo Thiên Chúa em vẫn lên án một cái là như thế này. Những cái người linh mục ở những cái giáo xứ đấy là theo như giáo phận Vatican, người ta nói là linh mục tức là Chúa, mà linh mục đã nói thì là ý của Chúa nói. Nhưng thực chất ra giáo phận Vatican người ta vẫn chưa hiểu được những cái tên linh mục quả đen đấy nó dựa vào cái bóng linh mục để nó can thiệp vào chính trị, can thiệp vào nội bộ đất nước Việt Nam. Thế cho nên đề nghị mọi người cần phải lên án, cần phải chúng ta lên đây góp tiếng nói, rồi cũng phải lên án những cái hành động như thế. Chúng ta không ngại xuất hiện trên công chúng thì chúng ta có thể bằng cách chia sẻ càng nhiều càng tốt, để cho những cái tên linh mục giúp đảng, giúp nhà nước, giúp nhân dân vạch mặt những cái tên linh mục quả đen đấy, để cho dân người ta hiểu được rằng cái người đấy, cái tên linh mục đấy nó đang lợi dụng tín ngưỡng để nó can thiệp vào chính trị của đất nước. Chứ còn hiện nay đất nước có được ngày hôm nay là đất nước chúng ta tự đi trên đôi chân của chúng ta, không phải phụ thuộc vào bất cứ một đất nước nào hết, cũng không phải phụ thuộc vào bất cứ cái tự do, bất cứ cái tín ngưỡng gì hết. Mà đất nước Việt Nam, em dám khẳng định là một đất nước tôn trọng dân chủ hàng đầu trên thế giới. Bởi vì thế cho nên mới được liệt vào một trong những nước nằm trong top 5 những nước hạnh phúc nhất trên thế giới. Đấy, thì mọi người cứ thử nghĩ xem. Ở những cái tên linh mục nó núp bóng, rồi nó cổ suý giáo dân. Thậm chí cái tên Nguyễn Duy Tân nó còn cấm đồng bào, không cho đồng bào đi đánh cá. Cấm sạc vào. Mọi người cứ thử nghĩ xem. Đấy,
nó làm như thế là nó làm cho kinh tế của giáo dân bị trì trệ đấy. Nó làm cho người dân nghèo trở đi đấy. Rồi những đám cưới, đám ma, đám hiếu, đám hỉ nó bắt người dân tổ chức ở nhà, bắt buộc phải tổ chức ở nhà. Quá. Cho mày đi vào. Rồi em cứ tiếp tục nói đi. Bắt những cái người dân đóng góp cực kỳ nhiều. Thì mọi người cứ thử nghĩ xem, đấy, những cái người đấy, những cái tên linh mục quả đen đấy, nó có xứng đáng làm cha của một giáo xứ không? Xứng đáng đứng đầu một giáo xứ hay không? Thì đề nghị cộng đồng mạng cực lực lên án để góp tiếng nói, vạch mặt chúng, để cho pháp luật trừng trị chúng. Còn rồi cái thằng cha Nguyễn Ngọc Nam Phong nữa, cái tên đấy, em nói thật là nó lớn tuổi mà em phải gọi nó là thằng cha thì nó cũng hơi là khiếm nhã, nhưng mà thực sự là rất chi là bức xúc và rất chi là ức chế, bởi vì nó nói những cái, nó xuyên tạc những cái mà nó không hề có thật. Nó xuyên tạc về hình tượng Bác Hồ, nó xuyên tạc về Đảng, xuyên tạc về đường lối của Đảng, xuyên tạc về nhân dân. Rồi nó còn cổ suý giáo xứ của nó đi xuống đường biểu tình, nó lợi dụng những cái đứa trẻ lên 3, lên 4. Những cái đứa trẻ đấy nó biết gì về đặc khu, nó biết gì về luật an ninh mạng. Rồi nó cấm những cái đứa trẻ đấy đến trường. Như thế là nó đang thực hiện cái chính sách ngu dân đấy. Nó quay lại cái thời kỳ Pháp thuộc đấy. Thực hiện cái chính sách ngu dân để như thế nào? Để nó dễ cai trị và để nó dễ lật đổ cái quyền nó trà đạp lên cái quyền con người của những cái người giáo dân đấy. Tụi nó như thế là tụi nó là những cái kẻ mất chất, thoái hóa và cực kỳ biến chất, đề nghị cộng đồng mạng cực lực lên án. Thôi em thì có khi là em cũng phải xin phép em xuống, bởi vì dạo này thì nói chung là công việc em cũng bận, phòng chống bão lụt rồi thiên tai lũ lụt ở ngoài Thanh Hóa nó cũng rồi, nhiều. Rồi, chị cảm ơn em. Nên là cũng, dạ, cũng ít có thời gian lên chia sẻ với mọi người. Thì hôm nay mượn diễn đàn của chị Hiếu Ngọc thì em chia sẻ với mọi người một số vấn đề thôi. Em xin phép em xuống, em chúc mọi người, mới chúc chị Hiếu Ngọc buổi tối vui vẻ và chúc mọi người có một đêm Trung thu thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Em chào Hiếu Ngọc ạ. Rồi, chào em, chúc em và gia đình mạnh khỏe. Rồi anh gì tên Khiêm á, cái anh gì tên Khiêm mà từ đầu chương trình giờ anh gửi yêu cầu rất là nhiều nhưng mà Hiếu Ngọc chưa mời được anh, thì xin mời anh, ok để em mời anh lên nhá. Anh Khiêm á. Có cái anh tên Khiêm này mà em chưa mời được anh ấy, cho nên là từ đầu chương trình giờ anh gửi yêu cầu nhiều lắm nhưng mà em chưa mời được. Xin mời anh Khiêm, ok đi anh Khiêm ơi. Anh Khiêm đâu rồi? Anh Khiêm ok rồi mấy em cái đi. Bác Cầm chờ con xíu đi. Anh Khiêm ok đi. Anh Khiêm có còn đây không? Như vậy là anh Khiêm không có duyên với diễn đàn của Hiếu Ngọc rồi. Hiếu Ngọc mời anh Khiêm rất nhiều lần nhưng mà toàn không thấy anh Khiêm nha. Anh Khiêm còn đấy không? Xin mời ok đi. Rồi không còn thì xin mời bác Cầm. Đâu đấy? Thế có tức không rồi chứ lại anh... Hello Hiếu Ngọc. Dạ, chào Hiếu Ngọc. Dạ. Ok anh, chị dành cho chú cho anh 2 phút thôi cho coi cái này. Dạ. Vui nhưng mà cho coi hồi nữa lên nữa cho. Dạ. Coi xong rồi hồi nữa xuống rồi có cần gì tao lên cho tao lên nha. Dạ. Xin mời bác chia sẻ nhé. Các cha tôi nói bình thường của bạn bè của tôi trong hoàn cảnh nào, trong phương tiện nào, mà những cô gái nô cách chưa phải là không đâu. Chính vì vậy chồng làm ăn, tôi nói dưới quý vị, tôi là cái người đi chiêm nghiệm mà tôi vừa đi mua vui mặc tiếu mang cái chết
Nhưng tôi thật quý vị, quý vị mà livestream ông lên chiếc Sri Lanka là một ghế nhỏ như vậy, ông cũng livestream để nói về đạo. Ở đây đang nghe đài Nguyễn Vũ Radio nói về một cái ông cha. Ông cha này cũng tên là ông cha Thông. Dạ. Bữa nay Nguyễn Vũ nói không, ngày hôm qua thầy nói về vấn đề ông thượng tọa hay gì đó, không gì, không biết nữa. Thích Thông Lai. Bữa nay cho mày đi xuống hầm cầu đi mày. Rồi xin mời bác cứ nói đi ạ. Bữa nay thì nói về ông gì, ông Đức có gì người gì Nguyễn Bá Thông hay cái gì đó, là có ông cha đạo. Không biết ông đó bên Mỹ hay Việt Nam, ông này rất là vui. Ông này rất ư là tà đạo mà cũng tà dâm luôn. Cũng làm cha mà cũng đi mua máy gà cái gì, mua cái mà dâm rồi làm tùm lum tùm la trên thôi. Mọi người nên vào chỗ Nguyễn Vũ ra phát ngày 24 tháng 9 để rồi nghe. Cha Thông nói tình dục là rất sướng đó, cha là như vậy đó. Hầu như là ta không có đánh đồng, ta nói chung là ta không có đánh đồng, nhưng mà biết nói sao ta nói thì nó hay chói tai, nhưng mà có điều tao tính tao hay nói thẳng, tao nói quẹo không được. Tao nói thiệt mày, hình như nói vậy thì chắc kỳ này tao về Việt Nam chắc có đưa đít vô quá, nói chắc bây giờ tao cho quýnh té mẹ luôn. được rồi, nói gì cái con nhỏ Hương Lia này, Hương Lia này con đứng mất dịch quá. Tao không nói, tao nói thiệt là tao già rồi, tao chỉ nói những cái gì có thật thôi. Đây rõ ràng là Nguyễn Vũ nói về cha Thông, mà hầu như tất cả những cha mặc dù là không có tai tiếng cho lắm thì trong người cũng vậy thôi. Tao chỉ trách là cái điều những người mà con chiên đó, họ mù quáng, họ đi nghe theo lời những ông cha, làm chuyện đúng thì ít mà làm chuyện sai thì nhiều, thế thôi. Cho nên vì cho đó anh ra thôi, giờ cho anh xuống đi để chút xíu để anh có những người nào lên nói. Bên này có thằng Đức Văn Đức không? Có thằng Đức Văn Đức không? Nè. Đức có ở đây thì ok nhé. Vâng, thế chào bác ạ. Đức có ok. Rồi anh Thái cái gì, anh Khiêm Khiêm gì đấy nữa. Anh Khiêm Khiêm gửi yêu cầu đi anh Khiêm Khiêm, còn không thì ok đi. Chứ anh Khiêm Khiêm còn ở đây không? Nếu không được thì chắc là em không có duyên đâu, em chờ nãy giờ rồi. Bây giờ ok thử coi. Anh Kim Kim ơi, còn ở đây không em mời nào. Thích thông dâm. Rồi điệu đúng luôn đấy Hoa Lan. Anh Kim Kim đâu, xin mời đi. Rồi ok để em mời anh lên. Em đang thêm anh rồi đó. Ủa đang thêm anh Khiêm rồi nè. Mà sao trên này không được ta? Để em xem ở đây thử coi. Sao không được anh Khiêm ơi? Em đưa anh Khiêm lên 4 lần mà đều không được nha anh Khiêm nhé. Anh Khiêm có cái camera mà nó nằm ở bên cái tay trái của anh đó, thì anh nhấn vào đấy để gửi yêu cầu cho em, thì thử xem là em mời có được không. Nếu không được thì chắc là khó. Thằng Linh Mục Tân phải còng nó lại. Thì bà con anh em mình cứ cố gắng mà lên tiếng đi. Cố gắng mà lên tiếng đi thì không thể mời được anh Khiêm nhá. Không biết làm sao em mời anh không được. Anh thoát ra anh vào lại thử nào. Mời Minh Nguyễn rồi đó, Minh Nguyễn ơi. Chủ đề ngày hôm nay là mọi người nhớ là
chúng ta phải vạch mặt những cái tên linh cẩu trước cộng đồng mạng, trước bà con của người Việt Nam. Xin mời em chia sẻ đi em. Cũng có một vài điều nhỏ nhỏ nói là về như chị nói về các linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, Nguyễn Đình Thục với em nói lớn lên chút. Tức là mình nói về các vị linh mục đúng không? Rồi. Nguyễn Ngọc Nam Phong, người Nguyễn Đình Thục với anh cái mà. Gì đó thì anh lên nhé. Đặng Hữu Nam đúng không? Thì nói về thì các cái vị linh mục này thì mình đã biết rất là nhiều những việc làm của những vị linh mục này là không xứng đáng là một vị linh mục, không xứng đáng là một vị chủ chiên. Bởi vì họ làm có những việc thì nhất rất là sai về mặt pháp luật mà cũng sai về luật đạo. Thứ nhất, nói về pháp luật đi, thì họ làm những việc gì? Họ kích động dân chúng, họ đi biểu tình, cứ cho là họ đi kiện vì dân đi. Họ đi kiện vì dân đi thì đáng lý là phải đi về cái vụ mà kỳ Formosa đi, em nói về vụ Formosa đi. Đi kiện đó thì mình phải vác đơn đi. Chứ làm gì có chuyện mà đi gây rối trật tự giao thông như vậy, gây rối trật tự công cộng như vậy. Thứ hai nữa là mình vác loa vào trong đấy để chửi nhau à? Đi biểu tình hay là đi kiện đấy? Đấy là đi biểu tình, đấy là đi phá rối chứ không phải là đi kiện. Đi kiện thì người ta phải đi vác đơn đi người ta kiện. Còn anh vác loa đi làm gì? Gây rối trật tự làm gì? Đi tràn lan rối an ninh giao thông như vậy thì sao có thể gọi là đi vì dân được? Thứ hai là về giáo lý giáo điều đi là họ hoàn toàn sai, bởi vì không có mà giáo lý nào mà dạy là dùng cái này chống lại cái kia, kể cả giống nhất là chống lại chính quyền cái nơi mà họ được phép hoạt động. Một cái điều cơ bản nhất mà họ mắc phải là họ trong giáo lý có một cái câu là chớ làm chứng dối, thì họ hoàn toàn không bao giờ tuân theo cả, họ luôn luôn làm chứng dối, họ nói những cái không bao giờ mà có thật. Rồi họ lúc nào cũng nói là lo cho dân, cho con chiên, nhưng mà họ lại cấm học sinh đi học thì có phải là vô lý không? Rồi khi mà một vị tu trì á thì họ phải sống cái đạo đức của cái vị linh mục là gì? Phải sống đời thanh bần, bác ái giống như là noi gương của Chúa Giêsu. Vậy thì chị thử nghĩ xem, một người linh mục họ có lương không? Không hề có lương. Thì họ lấy đâu tiền đâu ra để mà mua những cái xa xỉ phẩm như ô tô? Ô tô lại ô tô đắt tiền. Rồi những cái mà điện thoại smartphone rất là đắt tiền, họ lấy ở đâu ra? Mình phải đặt những câu hỏi như vậy. Ở đây không có ai mà xỉ, ở đây không có ai mà xỉ vả hay là nói xấu đạo, chưa có đặt vấn đề về đạo nhé các anh chị. Ở trên đây có những người nói xấu, nói những câu như vậy là sai nhé. Chúng tôi chưa nói là đạo xấu hay đạo tốt. Chúng tôi chỉ nói những người được mệnh danh là gì, là Chúa ở dưới trần gian mà làm những cái việc bậy bạ như vậy thôi nhá. Cho nên là có những cái mà mình phải kiên quyết mình nói,
Em có nhiều cái em muốn nói lắm, nhưng bây giờ tạm thời là em chỉ cứ nói vậy thôi. Rồi, chị cảm ơn để em. Để cho các anh chị khác lên nói, xong rồi em sẽ nghe, và ngày mai nữa em sẽ nói những cái mà xa hơn. Thì cho em xuống đi chị. Rồi, rồi, chị cảm ơn em. Rồi, anh gì nhỉ? Thế Linh Hoàng. Em mời anh Thế Linh Hoàng rồi nha. Anh Khiêm em mời không được nha. Em mời 4 lần không được. Vâng, em chào anh trai. Chào em, ôi giời, mất uy tín quá. Chờ mấy cước hồ. Đây, xin mời anh chia sẻ. Từ tối giờ như thế là diễn đàn của em rất vui. Cũng dạ. Rất nhiều hoa què vào. Dạ. Thích thật đấy. Bây giờ hôm nay là một cái buổi mà em đang có cái chủ đề là về một số các cái vị linh mục. Thì bữa trước thì anh cũng đã lên diễn đàn của em và đã nói về tên Nguyễn Duy Tân. Dạ. Thế và hôm nay thì đến tên Nguyễn Đình Thục. Thế bây giờ là từ tối đến giờ thì cái diễn đàn nó bị lan giải ra vì một số các cái đối tượng nó đã vào để nó đâm ra là bị mất thời gian để giải thích với chúng, cho nên là cái diễn đàn nó bị thành ra là phải đi tiếp mấy cái thằng ba que ở nước ngoài, do vậy mà chưa được tập trung. Thế thì đối với anh ấy thì anh nghĩ rằng là đây là một cái mà chúng ta cần hết sức là chúng ta phải lên án bọn chúng, bởi vì những cái bọn linh cẩu này là chúng là chúng ta phải coi chúng là giặc, chứ không thể có thể coi chúng là cái một cái công dân của đất nước Việt Nam được. Bản thân của chúng đang sống trên đất nước Việt Nam, chúng phải chịu sự điều hành và chịu về các cái điều luật của luật pháp Việt Nam, chứ chúng không thể làm ngược các cái luật pháp Việt Nam được. Đó là cái lẽ đương nhiên trong cái cuộc sống, và chúng đã đi làm ngược lại. Tên Nguyễn Đình Thục là một cái tên mà gọi là chống cộng cực đoan khét tiếng ở Việt Nam. Chúng đã làm cho như thế là rối loạn cái cuộc sống an lành của nhân dân, của một số bộ phận giáo dân, và làm mà mất cái lòng tin, chia rẽ cái khối đại đoàn kết dân tộc giữa người nương giáo và người công giáo. Đó là tên Nguyễn Đình Thục. Từ năm 1912, Nguyễn Đình Thục đã như thế là từ khi hắn lên được cái chức linh mục. Năm 2012 thì đúng. Đấy. Thì hắn đã là lộ cái rõ cái bản chất của hắn là một tên chống cộng cực đoan, cực kỳ phản động. Đấy. Chúng có mối quan hệ chặt chẽ với các cái đối tượng phản động ở nước ngoài. Đấy. Và Nguyễn Đình Thục là một kẻ phải nói là đứng sau các cái vụ tổ chức bắt giữ và đánh đập. Đấy. Năm 2012 xảy ra ở huyện Con Cuông gì đấy. Đấy. Như vậy là khi mà hắn đang là phó chánh giáo xứ của Quan Lãng, Quan Lãng huyện Anh Sơn ấy, thì hắn có gì? Hắn đã cùng với lại một số con chiên của hắn. Đấy. Khoảng 700 người. Đấy. Kéo về cái thôn Yên Khê để như thế là lập một cái đàn cầu nguyện. Đấy. Và như thế là bị nhân dân địa phương người ta cực kỳ phản đối, và buộc như thế là công an tỉnh Nghệ An phải đưa công an lên để dàn xếp cái việc để bảo vệ dân, chứ không là xảy ra như thế là đánh nhau. Đấy. Đấy. Dân dân địa phương họ rất là phẫn lộ về cái việc của hắn ở năm 2012. Nếu mọi người mà nghe xem trên các cái diễn đàn thông tin đại chúng, mọi người sẽ biết được cái cuộc đó đã nổi đình nổi đám và như thế là đã làm cho nhân dân địa phương cực kỳ là phẫn nộ. Đấy. Đấy. Thế vậy thì
chúng kích động bà con để như thế là vi phạm pháp luật. Chúng kích động bà con vi phạm pháp luật. Thế thì sau cái vụ đấy thì hắn lại dây gây ra một cái vụ nữa là ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Hắn tiếp tục về Quỳnh Lưu, Nghệ An, hắn gây ra một vụ nữa giống như là ở trên con cua. Thế và vậy thì chúng ta, hắn không phải là một công dân nữa, mà hắn chỉ là một tên chống cộng cực đoan khét tiếng, và hắn cần phải được đưa ra pháp luật, phải cần được xử lý trước pháp luật của Việt Nam. Và đề nghị mọi người phải lên án, bởi vì hắn đã là một trong những thành phần, mọi người cũng biết, tháng 7 hay tháng 6 tôi còn nhớ đấy, là năm 2017 hắn đã sang bên Đài Loan. Đấy, hắn sang bên này, bên đoàn Đài Loan, và cùng với một cái ông cha xứ bên Đài Loan, mà ông này là có quan hệ rất mật thiết với lại cái tụi chống cộng Việt Tân. Đấy, để làm gì? Chúng gây áp lực với lại chính phủ Đài Loan để kiện cái môi trường của Formosa. Đấy, và chúng kết hợp với một số các cái tên ở trong nước, ví dụ như là Nguyễn Văn Dũng, như là Nguyễn Tuấn Anh, hay là Bạch Hồng Quyền, hay là một số các cái ấy, và chúng lập ra một cái gọi là cái phong trào lao động Việt, để chứ như thế là chúng trở thành một cái tổ chức phản động, để như thế nào hoạt động, mà cầm đầu là tên Bạch Hồng Quyền, và hắn đã bị chịu án trước vành móng ngựa. Đấy, và như thế là lần lượt rất nhiều các cái đối tượng là nhân dân kém hiểu biết, và những cái đối tượng trong cái tổ chức của hắn đã bị như thế là pháp luật trừng trị. Vậy thì quay ngược lại, tôi muốn hỏi mọi người rằng hắn đã không giúp gì được cho giáo dân thì hắn lại đưa giáo dân vào vòng tù tội, gây cho như thế là bà con giáo dân nghèo khổ. Đấy, gây cho bà con giáo dân, những gia đình tham gia vào cái việc đó tan nát, bố mẹ thì phải đi tù, con cái thì bơ vơ, rồi đến cái việc đó thì sao, xã hội lại phải giang tay ra lui. Mọi người có thấy cái nguy hiểm, cái mối nguy hiểm của thằng tên Nguyễn Đình Thục này? Đấy, do vậy mà tôi nói là khi mà Nguyễn Đình Thục đã tuyên truyền vận động đấy, mà nhà nước cũng đã đến can thiệp rất là nhiều và tuyên truyền vận động Nguyễn Đình Thục, nhưng Nguyễn Đình Thục vẫn chứng nào tật ấy, và hắn vẫn móc mối với các cái đối tượng phản động để như thế là cùng với lại các cái đối tượng ở âm mưu lật đổ, gây rối chính trị để chúng như thế là lật đổ cái chính quyền cộng sản ở Việt Nam. Đấy, cho nên tôi nói rằng là Nguyễn Đình Thục là một trong những tên cực kỳ là chống cộng cực đoan, mà tên này có âm mưu là kết hợp với lại một số các cái đối tượng chống cộng cực đoan ở nước ngoài, và chúng âm mưu dùng tiền đó chuyển cho Nguyễn Đình Thục để Nguyễn Đình Thục thực hiện cái âm mưu đó ở Việt Nam. Mà mọi người đã thấy rằng là trong rất nhiều các diễn đàn, và có những người tố cáo họ đến để gửi tiền cho Nguyễn Đình Thục như con Guria gì đấy, thậm chí còn về như thế là nhà của Nguyễn Đình Thục để như thế là ăn nằm ở đấy. Đấy, sống với nhau như vợ chồng. Đấy, một linh mục đấy là làm việc là vì dân, đấy, vì giáo dân, và giáo dân tin tưởng đấy, và coi Nguyễn Đình Thục là một vị linh mục giống như Đức Chúa. Do vậy mà mọi điều khiển của Nguyễn Đình Thục nhân dân đều nghe hết. Do chính vì thế đó là một cái mà những người dân công giáo họ không sáng suốt, họ đã bị như thế là lôi kéo, họ đã bị kích động và họ làm những cái việc. Và gần đây nhất là Nguyễn Đình Thục còn làm rất nhiều vấn đề đấy, cũng ủng hộ với lại Nguyễn Duy Tân để ủng hộ bà con giáo dân và yêu cầu bà con giáo dân không cho trẻ em đi học. Và làm một số việc nữa là ngang nhiên chiếm đất của nhà nước, xong xây dựng như thế là tòa thánh của hắn, nhà thờ của hắn.
và như thế là tiền đó được quyên góp từ dân và một số cộng đồng ở nước ngoài gửi về cho hắn để hắn xây cái nhà đó. Đấy. Mà chủ yếu là nhân dân, đấy, bà con công giáo đóng góp. Đấy. Do vậy, đối với tên Nguyễn Đình Thục này, chúng ta phải cực lực lên án, bởi vì đó là một cái mà nhà nước ta còn rất nhiều cái tính, không gọi là nhà nước mình, là cái pháp luật của nhà nước mình vẫn còn để có nó không, cái luật pháp của mình nó không giống như nước ngoài. Nếu như nước ngoài ấy, là họ sẵn sàng là họ sẽ triệt ngay, nhưng vì ở Việt Nam, thứ nhất là vì cái sự phát triển xã hội nó chưa được cao, nhận thức của người dân chưa được tốt, do vậy mà nếu như đất nước ta giàu mạnh, cái nhận thức của xã hội của người dân cao, và thì chắc chắn tôi tin rằng là một số bộ phận mà kích động như thế này sẽ không còn cửa để sống. Mà đến bây giờ tôi nói rằng là người dân là đã cực kỳ phẫn nộ với lại một số tên linh mục cẩu này. Tôi nói đến người thứ hai, đó là tên Nguyễn Ngọc Lam Phong. Tên Nguyễn Ngọc Lam Phong làm, hắn là quản lý cái giáo xứ Thái Hà ở Hà Nội. Đấy. Tên này đã nhiều lần đăng ảnh, đã nhiều lần sang Mỹ đăng ảnh và chụp chung ở thành phố San Jose của California của Mỹ. Thế và phải nói rằng là hắn đã gặp gỡ cả cái gì ông gì Tân mà thủ tướng này, Đào Minh Quân, thủ tướng Đào Minh Quân, thủ tướng Tự Sơn Đào Minh Quân, rồi bàn các cái kế hoạch tác chiến ngay trên các cái diễn đàn mà chúng nó quay. Đấy. Để như thế là cùng với này Nguyễn Ngọc Lam Phong. Đấy. Thế thì chúng lại lấy cái giáo xứ Thái Hà để làm cái cơ sở để đào tạo các cái con người để chống bạo động, xuống đường biểu tình và chống bất bạo động. Đấy. Cho nên Nguyễn Ngọc Lam Phong cũng là một tên chống cộng cực đoan không kém gì Nguyễn Đình Thục. Đấy. Cho nên là khi mà hắn đã gây ra được cũng rất nhiều những cái mà cho nhân dân thành phố Hà Nội là phẫn nộ. Đấy. Hắn có thể huy động hàng trăm giao dân sử dụng các cái phương tiện, thế rồi là lấn át các cái khu đất mà của cái doanh nghiệp ở cái công nghiệp may gì Chiến Thắng đấy. Đấy, thế vậy thì tôi nói là hai tên này đều là hai tên chống cộng cực đoan cực kỳ khét tiếng, và đối với tên Nguyễn Ngọc Lao Phong thì hắn này dùng cái kinh thánh, hắn đi giao giảng cho giáo dân, và từ cái kinh thánh đấy hắn mới lồng ghép vào để kích động giáo dân, để căm thù nhà nước, căm thù chế độ, và như thế là kích động cho nhân dân đổi dậy để biểu tình. Đó là cái mà Nguyễn Ngọc Lam Phong làm về mặt chính trị. Nhưng Nguyễn Đình Thục lại khác. Nguyễn Đình Thục lại trực tiếp chỉ đạo đấy, cùng với giáo dân, đấy, giống như là Nguyễn Đình Thục nhận lệnh để giải quyết. Đấy. Do vậy mà hai cái tên này là phải được nhà nước, phải đề nghị nhà nước đưa hẳn chúng ra khỏi cộng đồng của xã hội. Phải cho chúng nó đi chăn kiến thì chúng nó mới biết được là cái cuộc sống ở trong tù nó như thế nào. Thì chúng nó mới mở cái đầu óc bã động của chúng nó. Chúng nó đang sống ở trên một cái đất nước hòa bình. Người dân công giáo và người dân lương thiện bên nương đều đoàn kết với nhau để phát triển kinh tế và cùng nhau để như thế là xây dựng một cái xã hội tốt đẹp, công bằng và văn minh. Tại sao những người đó lại đi xúi dục giáo dân chia rẽ mối đại đoàn kết này và xúi dục nhân dân không đi làm, không đi, thậm chí còn không cần thắp điện, thế rồi là mua lến, thế rồi mua mì tôm về để như thế là thống. Tôi nói rằng là
nó làm những cái việc mà nhân những người công giáo vẫn nghe. Đấy, thì mọi người hiểu rằng là tuyệt thực kiểu đó thì tuyệt thực sao được ạ? Không cho con đi học đó là một cái điều mà cực kỳ là bỉ ổi, vi phạm cái chính sách nhân quyền của trẻ em của toàn thế giới. Cho nên là tôi nói với mọi người rằng từ cô diễn đàn của cô Hiếu Ngọc, các bạn hãy chia sẻ thật nhiều và phải lên án. Chúng ta phải thành một cái dư luận mà thật mạnh mẽ để như thế là đề nghị chính phủ phải gạt bỏ mấy tên Ninh Bồ Cẩu này ra khỏi cái cộng đồng xã hội. Thì chúng ta mới có cái sự yên bình của nhân dân, chúng ta mới có sự là được thống nhất toàn vẹn, và cái mối đoàn kết giữa lương dân và công giáo nó mới lại trở về được bình thường như mọi người khác. Do vậy mà tôi nói là nếu chúng ta bắt tay nhau, chúng ta quyết tâm tố cáo tất cả những tên này, đề nghị nhà nước là nhà nước phải đến tay nhà nước, là nhà nước phải, mặc dù nhà nước đã biết hết nhưng bởi vì còn nhiều cái mà có thể chưa thể làm được. Chính vì những tên này mà chúng ta gặp khó khăn trong cái việc như thế là phát ký cái hợp đồng kinh tế AU để như thế là phát triển cái kinh tế ra các nước châu Âu và các nước trên thế giới, mà chính vì chúng nó đã cản một cái bước mà làm cho kéo lùi cái sự phát triển của kinh tế Việt Nam. Mọi người thấy rằng cái tác hại nó có thể là mỗi một năm chỉ chậm đi một nhịp, Việt Nam mất hàng mấy nghìn tỷ USD. Mọi người có thấy tác hại của nó như thế nào không? Cho nên là mọi người đừng nghĩ rằng là chúng ta cứ thờ ơ với thời cuộc, chúng ta thờ ơ với mấy cái tên này. Chúng ta phải có trách nhiệm đấy, cùng với này phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phải vạch mặt chúng, phải đưa chúng ra ánh sáng, phải cho chúng hưởng cái luật pháp Việt Nam như thế nào và hưởng cái biết chúng nó là cái chăn kiến nó như thế nào, thì chúng nó mới thì những người khác mới làm gương thì mới có thể yên bình được. Cái công giáo, đạo công giáo không phải là xấu, tôi cho rằng không phải là xấu, nhưng mà con người thực hiện cái đạo ấy thì lại là rất xấu. Họ lại tuyên truyền xuyên tạc, bởi vì họ con người đó ở một số bộ phận giáo dân thôi nhá, chứ không là mọi người lại bảo tôi là như thế là vơ đũa cả lắm. Đây là một số bộ phận giáo dân thôi, còn tất cả những người giáo dân ở trên đất nước Việt Nam này hàng 6-7 triệu người, họ vẫn sống bình đẳng ôn hòa và góp phần vào xây dựng công cuộc bảo vệ đất nước, xây dựng kinh tế, hoàn thành cái nghĩa vụ sống tốt đời đẹp đạo. Người ta không giống như một số các cái bộ phận giáo dân ở khu vực Hà Tĩnh và ở trong Đồng Nai thì của miền Nam. Đấy, thì cái này là chúng ta phải cực kỳ lên án và phải đưa chúng ra ánh sáng. Đấy, tôi chỉ nói một phần thế thôi, còn nhường diễn đàn cho người khác. Để như thế này chúc mọi người có một buổi tối thật vui. Tôi xin phép xuống, ngày mai nếu mà đến tên nào nữa thì tôi lại lên. Dạ, chúc vâng, mọi người cảm ơn. Một buổi tối thật vui nhá. Dạ, cảm ơn anh. Thôi cũng khuya rồi, Hiếu Ngọc xin dừng diễn đàn ở đây. Chúc mọi người ngủ ngon và hy vọng mọi người chúng ta tìm tất cả những cái tư liệu, tài liệu về luật của tôn giáo, luật của công giáo, để chúng ta lấy cái luật đó chúng ta mới vạch mặt được những cái tên linh mục mà đang phá hoại đất nước chúng ta, và để chúng ta làm cho người công giáo người ta hiểu, những người giáo dân người ta sẽ hiểu ra là ai là cái người linh mục tốt, ai là cái người cha tốt, thì để cho họ không bị những cái người cha này dắt mũi để làm vi phạm pháp luật, để làm gây mất đoàn kết giữa lương và giáo. Cho nên hy vọng
là mọi người cố gắng tìm hiểu thông tin cùng với Hiếu Ngọc để chúng ta vạch mặt ra những cái kẻ mà đang chống phá đảng và nhà nước của chúng ta như vậy, làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống yên bình của người dân Việt Nam. Xin cảm ơn mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nhé. Rồi có gì ngày mai chúng ta tiếp tục. Trời ơi, tạm biệt rồi còn thank you nữa trời. Cảm ơn nha. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye.